khiêu chiến không sai đây chính là trần trụ khiêu chiến mà lại cái này còn không phải đơn thuần khiêu chiến mà chính là đại biểu đã chết người báo thù khiêu chiến chắc phàm lời nói bên trong nói rất rõ ràng hắn là mang theo sở khuynh thiên áo choàng đứng tại nghiêm tùng phía trước vậy liền đại biểu hắn muốn thay thế sở khuynh thiên siêu việt nghiêm tùng thành là mạnh nhất luyện đan sư cái này khiến luôn luôn tự xưng là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư độc thủ dực vương làm sao có thể nhẫn bất quá cái này còn không phải trọng yếu nhất nếu là ở một phút trước chắc phàm nói với hắn ra loại lời này hắn nhất định sẽ cười một tiếng chi cười tiểu tử này miệng còn hôi sữa không biết tự lượng sức mình nhưng là bây giờ đi qua vòng thứ nhất tỷ thí chắc phàm đứng tại bồn trang vị thứ nhất tủ lên hơn nữa còn là theo trong tay hắn đoạt lấy đi trước bất luận chắc phàm có phải hay không đầu cơ trục lợi nhưng là dưới loại tình huống này chắc phàm nói ra những lời này lại hết sức có có tính chấn động bởi vì hắn xác thực đứng tại hắn độc thủ dược vương phía trước đây là sự thật nhưng chính là bởi vì là sự thật mới càng làm cho hắn phẫn nộ dù sao trước đó chưa từng có, không có một người đã từng đứng tại qua trước mặt hắn. Nhưng bây giờ, người này lại xuất hiện, còn hướng hắn phát ra quang minh chính đại khiêu khích. Loại vũ nhục này nếu là hắn còn có thể nhịn xuống, hắn thì không gọi độc thủ dược vương. Tính, giống như chết tính. Tại chỗ tất cả mọi người ngốc ngờ ngác nhìn hai người kia, tựa hồ liền hô hấp đều quên. Chắc vào một cái bằng bằng môn tà đạo, đầu cơ trục lợi mới tạm thời đứng lên đài thứ nhất từ người. Từ đâu tới dũng khí hướng độc thủ dược vương khiêu chiến, hắn không muốn sống sao. Tất cả mọi người không hiểu, cho dù là lầu trên sàn chính mọi người, cũng tất cả đều rất là kỳ lạ. Chỉ có sở khuynh thành, song tay chăm chủ che lên môi son, trong mắt lệ quáng chấp động. Cảm ơn, trong nội tâm nàng minh bạch, chắc phàm làm như thế, đều là vì nàng. Bất luận chắc phàm có thể hay không thắng, hắn đều là đại biểu sở khuynh thiên hướng độc thủ dực vương khiêu chiến qua. Đây là khuynh thiên sau cùng nguyện vọng. Năng tỷ tỷ này không có cách nào thay hắn thực hiện, nhưng chắc phàm lại là thay hắn hoàn thành qua. Giờ này khắc này, sở khuynh thành nhìn về phía chắc phàm ánh mắt, như thủy một dạng ôn nhu nàng biết nam nhân này mặc dù chỉ là tam lưu gia tộc công tử nhưng là đối với nàng lại là nỗ lực có thể giao ra tất cả mọi thứ nàng sau cùng đem danh tiết phó thác tại nam nhân này của nhiên không có sai hắn cùng khuynh thiên một dạng chỉ là bề ngoài phòng đã mà thôi sở khuynh thành tâm lý cảm động đến a ào thế nhưng là nàng tuyệt đối nghĩ không ra là chắc phàm làm như thế hơn phân nửa là bởi vì cái kia bình bồ đề ngọc dịch chỉ vì hắn đường đường ma hoàng tuyệt không nợ nhân tình ha 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 có người dám hướng hắn đọc thủ dực vương như thế công khai tuyên chiến đây là nghiêm lão hắn từ lúc trò đời tới nay lần thứ nhất gặp phải à đoán chừng lão nhân ra ông ta tức giận đến không nhẹ phía tây ghế khách quý hoang phủ thanh vân khẽ cười một tiếng nhìn chung quanh mọi người ao gật đầu u minh cốc ngũ trưởng lão càng là cười to lên ha 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 nghiêm tùng lão quỷ này luôn luôn không có ai ra gì hôm nay nhìn hắn bị một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử làm nhục như vậy cũng coi là hạ hê là người đi hoang phủ thanh vân vui vẻ gật đầu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang cười nói nghiêm lão tốt nhất thể diện xem ra tiểu tử này không cần chúng ta xuất thủ chờ nghiêm lão thắng hắn một ván lấy nghiêm lão tính khí đến tiếp súng tất nhiên đem hắn xử lý nhị công tử nói lạ tiểu tử này vòng thứ hai cạnh tranh đan về sau liền đến mất mạng mà lại là hắn khiêu khích nghiêm lão trước đây coi như nghiêm lão đem hắn làm hoa vỗ lâu cũng không có bất kỳ lý do gì trách cứ nghiêm lão cùng nhị công tử trên đầu như vậy khuynh thành tiểu thư đối nhị công tử tự nhiên cũng sẽ không lại tăng oán hận lâm tử thiên cúi đầu không lưng khẽ cười nói nhưng là không thể không nói hắn lại là nói đến ý tưởng bên trên hoàng phủ thanh vân liếc hắn một cái hai lòng gật đầu thật không hổ là cỏ đầu tường nhìn mặt mà nói chuyện bản sự thật sự là so với hắn mấy lão già mạnh hơn luyện đan trên đài đối mặt chắc phàm như thế khinh miệt khiêu khích độc thủ dược vương toàn thân tức giận đến run rẩy hít sâu tốt mấy hơi thở mời miễn cưỡng bình tĩnh trở lại nhưng là sắc mặt lại như cũ ôm trầm đáng sợ xú tiểu tử ngươi là muốn thay thế sở khuynh thiên khiêu chiến lão phu sao chậm rãi lắc đầu chắc phàm khinh thường khẽ cười một tiếng lão gia hỏa ngươi không có lầm chứ ta khiêu chiến ngươi đụng đột nhiên chắc phàm bỗng nhiên thực sự một chút luyện đan đài phát ra một tiếng âm ầm tiếng vang chấn động đến tất cả mọi người mà nghĩ đau nhức mới ngạo nghễ lên tiếng tuyên cào nói ngươi nhìn kỹ lão tử mới là đứng tại vị thứ nhất trên người ngươi mới là người khiêu chiến kia mới đúng ngươi độc thủ dược vương khí tức trì trệ dấu tóc cùng nhau dựng thẳng lên tuy nhiên hắn biết tiểu tử này là cùng vọng chi đồ nhưng không nghĩ tới cùng đến loại này cấp độ chỉ là bằng vận khí cùng tiểu thông minh đứng ở cái này cái đài lên lại lại dám tự xưng là là thiên vũ đệ nhất để hắn độc thủ dược vương khiêu chiến hắn trong lúc nhất thời độc thủ dược vương bộ mực lần nữa chập trùng lên hung ác nói số tiểu tử Đi không ra ngươi so cái kia sở khuynh thiên còn cuồng thế nhưng là cùng vọng chi đồ nhưng là đại đều không có kết cục tốt ha 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 hạ chẳng tốt xấu nhưng là không ở chỗ cuồng hay không cùng vọng chỉ ở tại thực lực mà thôi nghiêng liếc nhìn hắn một cái chắc phàm cười lạnh lần nữa một bước luyện đan đài lạnh lùng nói nếu là ngươi hôm nay có thể đen ta từ nơi này trên bàn đuổi xuống ngươi chính là thiên vũ đệ nhất hư lão phu vốn chính là Vậy liền lại thêm một cái điều kiện, ngươi nếu có thể đem ta đuổi xuống, lão tử trên cổ đầu người, hai tay răng lên. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, chỉ là một trận cạnh tranh đan mà thôi, cần phải đánh cục mạnh sao? Vẫn là nói tiểu tử này biết đắc tội độc thủ dược vương, không có kết cục tốt, ta không thèm đếm xỉa. Sở khuynh thành bọn người trong né mắt đầy mặt ngưng trọng, hoàng phủ thanh vân bọn họ thì là nhất thời cười nở hoa. Cái này muốn tiểu tử kia mệnh, thế nhưng là càng thêm danh chính ngôn thuận. Long cử bọn người liếc nhìn nhau, trong mắt đều là lấy qua một đạo kỳ sắc đúng là không hẹn mà cùng nói làm sao lần này tiểu tử này chơi lớn như vậy lấy chắc phàm cẩn thận hẳn là sẽ không tùy tiện thả ra như thế cùng vọng ngứ điều á tiếu đan đan thì sớm đã gấp nhanh khóc lên vội vã nhìn về phía mẫu đơn lâu chủ nói Sư phụ, phu quân nếu là hắn thua, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Hắn làm sao có thể là độc thủ dược vương đối thủ? Đến lúc đó hắn không thực sự mất mạng á? À? Vậy ta không phải thành của phụ? Phi phi phi, ngươi lại không cùng tiểu tử kia thế nào? Thành cái gì của phụ? Mẫu đơn lâu chủ mắng to một tiếng, trên mặt tức hồn hề nói, tiểu tử này thật không biết là cái gì gần không đúng. Lăng kính nhi lại đi tới, đến lúc đó hắn muốn thật thua, chúng ta còn thật không thể xuất thủ cứu hắn. Đồng Thiên Bá hai huynh muội thì lại nhìn đến có chút giật mình lo lắng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại vị huynh đệ kia làm sao càng ngày càng có gan hắn vẫn là lúc trước cái kia tống ngọc sao không có để ý bốn phía ô nào độc thủ dực vương trên mặt lộ ra một tia gian trán nụ cười cười ta nói hắc 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 tiểu tử đây chính là ngươi nói đến lúc đó cũng đừng dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tiểu tử khác nói khoác mà không biết ngựa cái này nghiên tùng trưởng lão dù sao cũng là trưởng bối ngươi hướng hắn nhận cái sai thu hồi vừa mới lời nói dối nghi đến hắn cũng sẽ không cùng ngươi tính toán biết hắn cùng sở khuynh thành quan hệ gốm đan nương vội vàng hướng chắc phàm đánh cải ánh mắt thay hắn tìm bậc thang thế nhưng là chắc phàm lại căn bản không nghe thấy giống như cửa hàng này tốt bậc thang cũng một chân đạp lăn căn bản không đi xuống ngược lại làm trầm trọng thêm nhìn về phía tại chỗ tất cả mọi người nói lão tử nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đình mà lại không chỉ là lão gia hòa này tại chỗ tất cả mọi người có một cái tính toán một cái chỉ cần có người có thể để lão tử rời đi cái này cái đai lão tử đầu người thì hai tay dâng lên cái gì lần này giữa sân lần nữa vỡ tổ cái này không chỉ có riêng là cùng độc thủ dược vương ân oán cá nhân hướng một mình hắn khiêu chiến chắc phàm lời ấy rõ ràng cũng là hướng giữa sân tất cả mọi người khiêu khích nói chẳng ra cũng là hướng thiên vũ tất cả luyện đan sư khiêu chiến cái này rõ ràng chính là muốn tại lần này bách đan thịnh hội bên trong đặt vững chính mình thiên vũ đệ nhất luyện đan sư vị trí thế nhưng là vị trí này độc thủ dược vương cũng liền thôi ngươi một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử dựa vào cái gì đặt vững chỉ một thoáng một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng tại chỗ luyện đan sư lại tất cả đều trợn mắt nhìn hướng hắn tựa hồ cũng coi hắn là thành chính mình địch nhân cho dù là ngay từ đầu chế giễu người khác, hiện tại đối với hắn cũng không có chế giễu, chỉ có tràn đầy phẫn nộ. Độc thủ Dược Vương cười gằn, thi thao lên tiếng, tự tìm đường chết. Gồm đa nương thì là khẽ vỗ cải chán, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng thực sự không hiểu rõ sở khuynh thành. Làm sao tìm được như thế một cái không biết sống chết tiểu tử. Hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, rõ ràng chính là muốn phạm nhiều người tức giận a. À. Hoàng phủ thanh vân bọn họ càng là cười đến không ngậm miệng được. Cái này thật gọi trời gây nhiệt, có thể vì tự gây nhiệt không thể sống À. Mô đơn cùng thanh hoa hai vị lâu chủ thì là khẽ thở dài, liên tục cười khổ. Tiểu tử thú này sao có thể xứng sở đến loại trình độ này? Sở khuynh thành trong mắt nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Hắn biết, Tống Ngọc tuy nhiên lỗ mãng, nhưng tuyệt sẽ không như thế hoang đường. Lúc này, chắc phàm chậm rãi chuyển qua đầu, nhìn về phía nàng, cười nhạt một tiếng. Chỉ chỉ chính mình phía sau lưng. Bỗng nhiên, sở khuynh thành như là thụ điện giật giống như, toàn thân nhịn không được run run. Hai hàng thanh lệ không lý do rơi xuống tới. Khuynh thành, ngươi làm sao? Thanh hoa lâu chủ khẽ giật mình, vội vàng hỏi. trầm ngâm một chút, sở khuynh thành nhìn phía dưới chắc phàm lầm bẩm nói. Sai, nguyên lai like một mực là ta sai. Cái gì sai? Mó đoàn lâu chủ nghi ngờ nói. Trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười, sở khuynh thành thả nhiên nói. Trước kia ta vẫn cho là khuynh thiên tâm nguyện là vì báo thù, vì tại luyện đan thuật lên siêu việt độc thủ dược vương. Nhưng là ta lại sai, lòng hắn nguyện từ đầu đến cuối chỉ có một cái cái kia chính là nhất đan khuynh thiên thành là thiên hạ để nhất luyện đan sư nhìn lấy cái kia quen thuộc áo choàng sở khuynh thành bật cười ra tiếng cái kia áo choàng là ta tự mình làm nhưng ta một mực không hiểu khuynh thiên tránh thức tâm nguyện ngược lại là tống ngọc Hắn, liếc mắt liền nhìn ra đến ta cái này làm tỉ tỉ thật rất không xứng trước cái gì tống ngọc hắn làm như thế đúng là vì hoàn thành khuynh thiên tâm nguyện trong mắt bỗng nhiên co rụt lại mô đơn cùng thanh hoa lâu chủ hai người liếc nhau lại nhìn về phía trác phản bóng lưng lúc đúng là cảm thấy giờ này khắc này cái này gây gò bóng lưng trong nháy mắt vĩ ngạn lên các nàng thường nói nam nhân không đáng tin cậy nhưng là giờ này khắc này thì có một vị nam tử vì nữ nhân yêu mến dám phạm thiên hạ nhiều người tức giận dạng này nam nhân chẳng lẽ còn không đáng tin cậy sao chỉ một thoáng các nàng xem hướng chắc phàm ánh mắt chỉ có kính trọng chỉ là tại cái này kính trọng bên trong còn mang theo một chút bi tráng độc thủ dực vương thiên vũ đệ nhất thế chỗ đều biết không người có thể đụng tiểu tử này như thế cách làm tuy nhiên tại thực hiện sở khuynh thiên tâm nguyện nhưng lại là một đi không trở lại a à. hắc 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 tiểu tử này kéo cừu hận còn thật có một bộ lúc này một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên truyền ra sở khuynh thành bọn họ sững sờ quay đầu nhìn qua lại chính gặp tạ thiên dương cười đùa nhìn về phía long cửu bọn họ các ngươi nói tiểu tử này là trước nhục nhã một lần nghiêm tùng lão gia hỏa kia về sau lại muốn đầu hắn hay là luyện đan thua thẹn quá hóa giận muốn lão gia hỏa kia mạng ra mê mơn cái này huynh đệ thầm bất khả chắc lão phu phỏng đoán hắn hẳn là có thể thắng nghiên tùng đi long cửu sờ sờ ra mép lầm bầm nói hư cửu thúc người quá đề cao hắn người khác có lẽ hắn có thể thắng nhưng đây chính là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư độc thủ dược vương hắn làm sao có thể sẽ thắng lúc này long quỷ bĩu môi nói theo ta thấy tiểu tử kia sợ luyện đan thua nhất định sẽ ngồi nghiên tùng luyện đan lúc ra tay đòi mạng hắn Sạn này cũng coi như hắn luyện đan không có thua bảo toàn chính mình thể diện nghe được lời này mọi người trầm ngâm một trận đều là gật gật đầu Chắc phàm tiểu tử này ra bài từ trước đến nay không theo trình tự quy tắc, mà lại bị ổi vô xỉ sự tình cũng thường xuyên làm. Thừa dịp hắn luyện đan, đánh len ám toán loại sự tình này cũng không phải làm không được. Thế mà, liên tại bọn hắn liều díu thảo luận lúc, một đơn lâu chủ lại là cũng nhịn không được nữa. Chửi ấm lên, cấu thúc, ta nghi đến đám các ngươi cùng chúng ta hòa vũ lâu giao hảo. Nhưng không đi tới, chúng ta người ở phía dưới vật lộn sông mái, các người lại ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Hơi sững sờ, Long Cửu bọn họ liếc nhìn nhau, biết các nàng hiểu lầm, đều là bật cười lắc đầu. Tạ Thiên Dương càng là nhìn về phía nét mặt đầy vẻ giận dữ Sở khinh Thành cùng Tiểu Đan Đan nói: "Sở lâu chủ, Đan Đan cô nương, chúng ta tuyệt không có làm nhục vị kia huynh đệ ý tứ, chỉ là đang thảo luận một sự thật." Nói, Tạ Thiên Dương đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thần bí cười cười nói: "Mà lại, tầu tử, người vị kia phu quân chân chính diện mục, ngươi có vẻ như còn chưa thấy qua đi." Tiếp đó, các ngươi nhưng là phải cẩn thận thấy rõ ràng, tuyệt đối không nên giật mình. Chớ nhìn hắn ở trước mặt các ngươi là cái bé ngoan, thực, hắn mới thật sự là ma vương. Độc thủ dực vương ở trước mặt hắn, cũng không muốn quá tiện lương, ha ha ha. Nghe được lời này, mọi người khẽ giật mình, đều là không rõ ràng cho lắm. Nhưng là đúng lúc này, nâng theo lấy một tiếng lục lạc nhẹ vang lên âm thanh. Vòng thứ hai cạnh tranh đan bắt đầu, đinh, tiểu nhã trên tay lục lạc nhẹ nhàng lung lay, phát ra em tai âm thanh chuông. Tất cả mọi người liền lần nữa cùng nhau nhìn về phía triển lãm đài tựa hồ cũng bởi vì chắc phàm cùng vọng tự đại mà khó chịu tiểu nhã sắc mặt so với lúc trước đến bên đến chút hơi có chút bằng lãnh vốn là bách đan thịnh hội chính là hoa vũ lâu mấy chục năm mới tổ chức một trận cạnh tranh đan thịnh hội nàng có thể làm vì lần này thịnh hội phân tích thật sự là kiêu ngạo tự hào vinh hạnh có ai nghĩ được trên nửa đường thế mà lại tắt ra chắc phàm như thế một cái bảng môn tà đạo đồ chơi đến làm dối cái kia không có ai ra gì thái độ cung tự cao tự đại ngốc dạng bỗng nhiên đem lần thịnh hội này bức cách kéo thấp mấy cái cấp bậc trong nháy mắt theo cao lớn hơn biến thành thấp nghèo áp chế cái này khiến mặt nàng mặt cũng thoáng chốc không có hào quang vốn là làm phân tích nàng chắc là không chút do dự đem cái này bất học vô thuật chi đồ đuổi đi ra thế nhưng là đáng giận nhất chính là chắc phàm lý do quá đầy đủ nàng lại không phản bác được sau cùng chỉ có thể lưu cái này hoàn khố công tử tại cái này vị thứ nhất tử lên khuê khoang nhìn lấy cái kia cả lơ phất phơ còn đắc chí bộ dáng không chỉ là những luyện đan sư kia phẫn nộ nàng cũng hận để nghiến giang nghiến lợi thế nhưng là không có cách nào nàng chỉ có thể hít sâu một hơi nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại tuyên bố vòng tiếp theo cạnh tranh đan đề mục hy vọng có thể mau chóng đem tiểu tử này đuổi đi đi vòng thứ hai cạnh tranh đan đề mục là tam phẩm đan luyện chế tiểu nhã thanh thủy tiếng nói tại tất cả mọi người mà thôi trước vang lên mọi người nghe xong trong mắt cùng nhau sáng lên lộ ra rực rỡ nụ cười tam phẩm đan tốt cái này một trăm người kém nhất cũng là tam phẩm luyện đan sư luyện cái tam phẩm đan còn không dễ như trở bàn tay Thế nhưng là đúng lúc này, bên người mọi người cái kia làm bạn hoa vũ lâu đệ tử. Đúng là ờ à, hướng bên người luyện đan sư đưa lên một cái chữ vật giới chỉ. Không khỏi sững sờ, mọi người còn không có kịp phản ứng, tiểu nhã thanh âm đã là vang lên lần nữa. Mời chư vị bằng vào chúng ta hoa vũ lâu cung cấp sự tài luyện chế. Không cần thiết trong luyện chế sen lẫn hàng lậu, nếu không lấy ra lẫn luận xử. Thế nhưng là, trong này đều là nhị phẩm đan dược dược tài, các ngươi có phải hay không lầm. Thế mà, tiểu nhã tiếng nói vừa mới rơi xuống, đã là có luyện đan sư kim lòng không đặng la lên thất thanh ngay sau đó còn lại luyện đan sư cũng theo kêu lên không để ý đến bọn họ gọi tiểu nhã vẫn như cũ thản nhiên nói lần này cạnh tranh đan thủ trọng phẩm chất đan dược lần tốc độ trước 50 người lọt vào vòng thứ ba còn lại đào thải uy phân tích ngươi cho ta dược tài không đúng đều là nhị phẩm dược tài làm sao có thể luyện đến ra tam phẩm đan đến đằng sau vẫn tại ổ nào không nghỉ phía trước cái kia 20 tên luyện đan đại sư đã là cười lạnh giấy lên trong tay nguyên lực chi hòa bọn này ngu mốc vẫn là không có hiểu thổ đáo lần này khảo đề cái này vòng thứ hai thi cũng không phải để ngươi vô cùng đơn giản luyện chế cái tam phẩm đan thì xong việc mà chính là suy tính ngươi luyện đan sư đan phương Phạm là tam phẩm đan phần lớn là từ tam phẩm đan dược tài luyện chế nhưng là rất nhiều nhị phẩm đan dược tài thực cũng có thể luyện thành tam phẩm đan bất quá phổ thông luyện chế tự nhiên không có cách nào luyện thành nhất định phải thông qua dược tài ở giữa tại trong quá trình luyện chế lẫn nhau tác dụng mới có thể đem dược tài bên trong dược lực toàn bộ dẫn ra, hình thành tam phẩm đan. Cái này suy tình đến, luyện đan sư trong tay đan phương, đến cùng có đủ hay không? Hoa vũ lâu cho chiếc nhẫn này bên trong, thả không ít nhị phẩm dược tài. Nhưng chỉ có 3 đến 5 loại, trong luyện chế có khả năng thăng là tam phẩm đan dược. Tiếp đó, thì là như thế nào đem những dược liệu này dược lực toàn bộ dẫn ra? Theo nhị phẩm thăng là tam phẩm, dạng này đan phương, cái kia 20 người đứng đầu luyện đan đại sư, tự nhiên giàu có. Thế nhưng là đằng sau luyện đan sư, lại là hoàn toàn mắt trợn tròn có vẫn tại xoắn suýt hoa vũ lâu cho sai dược tài tại cưỡng ép biện giải thế nhưng là hoa vũ lâu đệ tử lại tất cả đều giữ im lặng trong mắt còn thỉnh thoảng liếc ra khinh thường thần sắc chắc phàm cầm tới chiếc nhẫn này trong tay vuốt vuốt tự hỏi trong đầu đan phương người khác là tại buồn dầu trong tay đan phương quá ít nên như thế nào ra tay chắc phàm cũng là tại buồn dầu, có điều hắn lại không phải buồn dầu đan phương quá ít hoàn toàn ngược lại hắn tại buồn dầu đan phương quá nhiều cái kia lựa chọn cái kia đan phương để cái kia độc thủ dược vương thua tâm phục khẩu phục tổng công tử đột nhiên tiểu nhã nhìn có chút hả hê nhìn về phía trác phàm đạo khác người cũng đã lấy tay luyện đan Ngoài vị này vòng thứ nhất cạnh tranh đan vô địch làm sao còn chưa động thủ sẽ không phải liền nhị phẩm đan đều luyện không ra đi hắc 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 tiêu tử này còn không có kém đến loại trình độ kia thế mà chắc phàm còn chưa mở miệng độc thủ dực vương đã là cười lạnh một tiếng châm chọc nói đoán chừng hắn cũng tại nghi hoặc vì sao các ngươi cho hắn nhị phẩm đan dược tài à ha 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 lời vừa nói ra xét tại hai mươi vị trí đầu những cái kia luyện đan đại sư tất cả đều cười to lên gồm đan nương bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục luyện chính mình đan cuối cùng có thể cùng độc thủ dược vương phân cao thấp còn phải là chính mình lão thái bà này à chỉ có một người từ đầu đến cuối không có cười một chút một mực tại chăm chú nhìn chắc phàm phương hướng trong mắt hình như có suy tư người này chính là lưu nhất thật hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chắc phàm là thâm tàng bất lộ người mi đầu hơi nhíu chắc phàm nghiêng nghiêng xem tất cả mọi người liếc một chút cười khẽ một tiếng ha 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 lão tử vốn là cảm thấy lão tử thân thể là thứ nhất vòng vô địch chắc là để để cho các người những thứ này luyện đan cả mờ miễn cho người khác nói lão tử lấn phụ các người bất quá đã các người như vậy vội vã muốn lại thua cho lão tử lời nói vậy lão tử thì để các người thật tốt mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tránh thức luyện đan đi tiếng nói vừa dứt mọi người cùng nhau trợn mắt nhìn tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện thật sự là nói khoác mà không biết ngượng dám gọi chúng ta luyện đan cả mờ thật sự là buồn cười thế nhưng là sau một khắc tất cả mọi người ánh mắt lại toàn bộ ngây người luyện đan bí thuật cửu thiên long Ngâm chảo thầm nghĩ trong lòng một tiếng chắc phàm đột nhiên trong mắt ngưng tụ món tay gảy liên tục mấy chục kiện dược tài liền cùng nhau bay lên không trung ngay sau đó trong tay nguyên lực chi hỏa đột nhiên thoát ra sau một khắc nhưng nghe một tiếng long ngâm kêu sợ hãi ngọn lửa kia đúng là đột nhiên hóa thành một đầu cự long hướng hư không trung dược tài đánh tới long khẩu hơi hơi một chương liền đem không trung một kiện dược tài nuốt vào đi mà thuốc kia tài vừa vào long khẩu liền trong nhảy mắt hóa thành dược dịch đúng là không có chút nào chỉ trệ trong mắt bỗng nhiên co lại co lại tại chỗ tất cả mọi người riêng là luyện đan sư toàn cũng không khỏi hít sâu một hơi cuối cùng là mẹ hắn cái gì luyện đan thuật á à? vậy mà có thể trong nháy mắt luyện hóa dược tài cho dù là nơi này luyện đan thuật mạnh nhất độc thủ dược vương hắn luyện hóa dược tài mặc dù nhanh nhưng đó cũng là có cái trình tự tối thiểu mọi người có thể sử dụng mắt thường nhìn ra thuốc kia tài luyện hóa thành dược dịch quá trình thế nhưng là chắc phàm chiêu này lại là tựa hồ hoàn toàn vi phạm luyện đan pháp tắc vậy mà trực tiếp đem dược tài biến thành dược dịch tại người khác còn đang liều mạng luyện hóa dược tài lúc hắn đã đem tất cả dược tài toàn bộ luyện hóa giữ trong lòng bàn tay giống lại là một trận ngâm khẻ, đầu kia hỏa long đem tất cả dược tài toàn bộ luyện hóa biến thành một đạo hỏa long phong bạo bao phủ tại trác phàm trên tay cái kia mấy chục đạo dược dịch thì là an tĩnh tại trong gió lốc lẫn nhau tách rời Mày may không hề có quen biết gì tiếp đó lên trời trác phàm đưa chúng nó nhập bọn với nhau luyện thành một viên thuốc bất quá hắn lại cũng không cuống cuồng chỉ là cười lạnh nhìn về phía tất cả mọi người thản nhiên nói đám thái điểu lão tử luyện đan còn chưa tới phiên các ngươi ở bên cạnh khoa tay múa chân soi mói các ngươi cùng lão tử so còn kém xa làm đâu vẫn là như lúc trước một dạng hung hăng cản quấy nhưng là giờ này khắc này mọi người nghe tới đúng là như vậy đình tài nhức óc nếu như trước đó chắc phản nói câu nói này mọi người coi hắn là thành là nói khoác mà không biết ngượng công tử phòng đáng lời nói dối vậy bây giờ thì cổ thực là một vị luyện đan đại sư nghiêm khắc dân dạy a à. bọn họ những người này tại người ta trước mặt còn có tư cách gì phản bác cho dù là cái kia độc thủ dược vương, giờ này khắc này, từ lâu kinh ngạc đến ngây người. Hắn sao có thể nghĩ đến, như thế một cái ngày bình thường lăng đầu lăng não tiểu tử. Lại có như thế một tay luyện đan kỳ thuật, liên hắn cái này thiên vũ đệ nhất luyện đan sư. Đều không rõ nội tình, sư phụ, cái này, cuối cùng là cái gì thủ pháp. Nghiêm phục không khỏi kinh ngạc nhìn né mắt mấy cái, lắp bắp hỏi, thật sâu so hút mấy cái khí, độc thủ dược vương mấy lần muốn há mồm, lại là làm sao cũng không há miệng nổi, sau cùng thẹn quá thành giận khiển trách. Luyện người đan, nào có nhiều như vậy có thể hỏi. Thế nhưng là ở trong lòng, lại sớm đã hận để nghiến răng. Đồng thời nhìn về phía chắc phàm ánh mắt bên trong, lần đầu phát lên vẻ ngưng trọng. Đồng thời cái kia ngưng trọng bên trong, còn mang theo từng tia từng tia sát khí. Dù sao lần này, chắc phàm là chân chính uy hiếp được hắn thiên vũ đệ nhất luyện đan sư vị trí. Đem tất cả mọi thứ nhìn ở trong mắt, chắc phàm lại cũng không để ý. Vẫn như cố khinh miệt nhìn lấy độc thủ dực vương, chỉ chỉ trong tay mình hỏa diễm phong bạo nói. Nghiêm trưởng lão, ngươi nếu là lại không nắm chắc thời gian luyện hóa ngươi dược tài lão tử nhưng là không giống nhau ngươi vòng thứ hai vô địch vẫn là lão tử trên mặt không khỏi lề qua một đạo ửng hồng độc thủ dược vương tức giận đến ra mép hướng lên cong cong bộ ngực nhịn không được lên xuống không ngừng chập trùng nhưng lại không nói ra một câu bởi vì lần này hắn thực sự là không phản bác được miệng mặc dù không phục nhưng tâm sớm đã phục lâu trên sàn chính sở khuynh thành các nàng đã nhìn mắt trợn tròn ai có thể nghĩ tới chắc phàm không ra tay thì thôi vừa ra tay thì chấn nhiếp toàn trường liên cái kia độc thủ dược vương đều không thể làm gì độc thủ dược vương là người phương nào đó là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư hắn đối mặt chắc phàm khiêu khích đều trầm mặc vậy cũng chỉ có thể chứng minh một việc hắn tâm lý nhận thua chỉ là hắn trên miệng không thừa nhận a à. quá tốt phu quân thật giỏi tiếu đan đan hưng phấn mà một trận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vui mừng khôn xiết thanh hoa lâu chủ tựa hồ còn có chút mê mang không thể tin được đây là thật lầm bẩm nói ta đây không phải đang nằm mơ chứ tiểu tử kia vậy mà để độc thủ dược vương theo không kịp Đúng vậy à, trước kia còn thận nhỏ nhìn tiểu tử này, Mô Đơn lâu chủ cũng là nháy mắt mấy cái, thở dài ra một hơi, nhìn về phía Thanh Hoa lâu chủ đạo: "Sư tỷ, ngươi bóp ta một chút, nhìn ta có phải hay không đang nằm mơ? Tiểu tử kia, làm sao có thể có lớn như vậy bản sự?" Lắc lắc đầu, Thanh Hoa lâu chủ cũng là không rõ ràng cho lắm, ngược lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành: "Khuynh Thành, ngươi có phải hay không sớm biết hắn không phải là kẻ tầm thường, mới tuyển hắn làm phu quân? Không phải vậy, chúng ta Đường Đường tổng lâu chủ, làm sao lại gả cho một kẻ tam lưu thế gia công tử?" gương mặt không khỏi lóe qua một đạo đỏ ửng sở khuynh thành trắng thanh hoa lâu chủ liếc một chút sư tỷ người chờ giễu cọt ta lúc đó ta nản lòng thoái chí chỉ muốn cùng hòa vũ lâu cùng tổn vong nhưng cũng sợ cô hồn không cho ký thác gặp hắn cùng khuynh thiên tương tự liền tạm thời ủy thân cho hắn tuy nhiên trước đó cũng gặp hắn thủ pháp luyện đan kỳ lạ nhưng cũng vạn vạn nghĩ không ra hắn có thể để đường đường độc thủ dược vương không nói gì với nhau nghe được lời này mọi người liếc nhìn nhau đều là trong lòng mặc nhiên tiểu tử này thật đúng là thâm tàng bất lộ a à thật dài thở dài thanh hoa lâu chủ hai mắt đi loanh quanh đảo bất quá chỉ ít chúng ta có thể đem hoa vũ lâu tồn vong lại kỳ thác đến một người trên thân Hy vọng có thể bằng hắn cùng đào cô cô hai người cứu vãn hoa vũ lâu ở trong cơn nguy khốn sở khuynh thành cùng mẫu đơn lâu chủ hai người à à gật đầu lại nhìn về phía phía dưới một mặt kiệt ngào chắc phàm đúc không lý do sở khinh thành trong lòng đúng là xuất hiện mấy năm qua ít có bình tĩnh có lẽ đây cũng là dựa vào đi sở khinh thành âm thầm suy nghĩ nhìn về phía chắc phàm ánh mắt cũng càng phát ra ôn nhu ừm um phía tây ghế khách quý hoàng phủ thanh vân nhất trưởng đánh ở bên cạnh trên bàn đá cơ hồ cùng nhất phẩm linh minh cường độ tương đương nham thạch đúng là như giống như mạng nhện dần dần lan tràn ra từng tia từng tia dạn nước đường vân một đôi âm độc mục đích quang nhìn chăm chú vào phía dưới chắc phàm hoàng phủ thanh vân bình tĩnh một cơn tức giận lạnh lùng nói các ngươi người nào cho bổn công tử nói một chút tiểu tử này đến tôi cùng là lai lịch gì vì sao ngay cả nghiêm lão tại luyện đan thuật lên đều sẽ bị hàn áp một đầu trong lòng không khỏi run lên mọi người liếc nhìn nhau lại là ai cũng không muốn ở thời điểm này đi tiếp xúc nhị công tử mi đầu ngược lại là u minh cốc mũ trưởng lão còn người bất giác đi loanh quanh ha ha cười nói nhị công tử cứ yên tâm lấy nghiêm trưởng lão bản sự hà có thể dung tiểu tử cùng vọng kia hung hăng càn quấy lúc này trong lòng tất nhưng đã có biện pháp chờ này cục thắng về sau hắn lại làm sao có thể để như thế một cái họa lớn trong lòng mẹ lưu ở nhân gian chỉ sợ đến lúc đó động thủ so với chúng ta còn nóng vội đây ha 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 thật sâu hít một hơi hoàng phủ thanh vân nhìn về phía trên trận nghiêm tùng quả nhiên lúc này nghiêm tùng ta thu liễm trên mặt kinh dị ngược lại trong mắt âm thầm có cỗ sát ý bộc lộ nhìn thấy cái này hắn mới hơi hơi gật gật đầu nộ khí thoáng bình phục một chút liếc mắt nhìn một chút cái kia ngũ trưởng lão lâm tử thiên không khỏi chà trà, trà mồ hôi lạnh trên trán trong lòng thổn thức hẳn nãi nãi nơi này thật sự là không có một cái nào người tốt à vừa mới cái này ngũ trưởng lão nhìn như là thay hoàng phủ thanh vân giải sầu nhưng thực là đem giải quyết chắc phản trách nhiệm tất cả đều giao cho độc thủ dược vương nếu là độc thủ dược vương đem tiểu tử kia làm thịt đó là hắn báo thủ riêng chắc là hoàng phủ thanh vân cũng sẽ không nhiều thêm tán thưởng nhưng muốn là làm hư hại vậy vị này nhị công tử phẫn nộ thì tất cả đều phát tiết đến cái này độc thủ dược vương trên thân nhưng là cái kia nghiêm tùng giờ này khắc này còn không biết nơi này phát sinh hết thảy như thế tâm kế thật sự là ác độc cùng đám người này pha trộn cùng một chỗ, sau này mình nhất định muốn lưu tâm nhiều mắt mới là, nếu không bị người bán, con hồn nhiên không biết đây. Thở dài ra một bụng chọc khí, Lâm Tử Thiên nhìn trước mắt Hoàng phủ Thanh Vân hai người, cười khổ lắc đầu, cạnh tranh đan trên trận, chắc phàm gặp bé này độc thủ dược vương vậy mà có thể trầm xuống khi đến, không khỏi trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư, tâm cảnh của nhiên trầm ổn, thế nhưng là hắn nhưng như cũ không chịu bỏ qua, tiếp tục khiêu khích nói, người luyện hóa dược tài tốc độ chậm rãi như vậy, không bằng Chờ ngươi luyện hóa tốt về sau, ta lại để cho ngươi ba hơi như thế nào? Thời gian ba cái hô hấp, đối người bình thường tới nói, khả năng nháy mắt liền đi qua. nhưng là là đối với trong này các luyện đan sư, ba hơi bên trong, chỉ sợ sẽ là mấu chốt thắng bại. nhưng ngay tại cái này tranh thủ thời gian thời khắc, chắc phàm vẫn khoan thai tự đắc hướng độc thủ dực vương khiêu chiến. cái này rõ ràng cũng là trần trụ làm nhục. cái này nếu là thả lúc trước, chỉ sợ sớm đã lọt vào tại chỗ tất cả mọi người nhất trí khinh bỉ cùng chế diễu thế nhưng là từ khi chắc phàm nội chiêu này luyện đan tuyệt kỹ nên không có người còn dám dùng dạng này ánh mắt nhìn hắn mà chắc phàm loại này cuồng ngạo trong mắt của mọi người cũng trong né mắt biến đến cực kỳ bình thường người nào để người ta là luyện đan đại sư đây người muốn có người ta cái này bản lĩnh người cũng có thể cuồng à độc thủ dực vương không nói gì vẫn tại luyện hóa chính mình đan dược chỉ là hắn luyện hóa tốc độ lại là bỗng nhiên chậm lại mà gồm đan nương lại là có chút gấp nhìn về phía chắc phàm thúc dục nói tiểu tử đã người đã dẫn trước thì tranh thủ thời gian luyện tốt đan dược chiếm lấy vô địch miễn cho đêm dài lắm mộng đúng vậy à tống công tử anh không tống đại sư nhìn đến chắc phàm bản sự liền cái kia phân tích tiểu nhã cũng không khỏi đổi đối với hắn xưng hô biên đến cực kỳ cung kính hào tâm khuyên nhủ cái này cạnh tranh đan trên trận thay đổi trong ngày mắt mong rằng ngài nắm chặt kỳ ngụ mi đầu hơi nhíu chắc phàm nước mắt nhìn về phía tiểu nhã ta cười một tiếng nói phân tích tiểu thư người biết ta cái này đan là cái gì đan sao đại sư đây là muốn thi ta hơi sững sờ tiểu nhã nở nụ cười xinh đẹp đạo gặp đại sư vừa mới luyện hóa dược tài phần lớn là ôn hòa dương tính dược tài theo đan phương hẳn là ôn dương đan chủ yếu tác dụng là loại chư thể nội tà khí ôn nhuận gân mạch tu khí cảnh tu giả có thể đề cao một cấp tu vi ha 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 phân tích tiểu thư của niên kiến thức rộng rãi nhưng người biết ta viên đan dược kia luyện ra là muốn đưa người sao không khỏi khẽ giật mình tiểu nhã mê mang lắc đầu người một đưa người có quan hệ gì với ta là tặng cho ngươi đột nhiên chắc phàm nhạt cười một tiếng nhìn về phía tiểu nhã trên mặt hốt nhiên một chút bắt đầu nóng tiểu nhã trong né mắt không dám cùng chắc phàm tiếp tục đối mặt nhăn nhỏ cúi thấp đầu lầm bầm nói ta chỉ là hoa vũ lâu một tên phổ thông đệ tử sớm đã qua tù khí cảnh không biết đại sư đưa ta viên đan dược này là ý gì mỉm cười khuôn mặt chặt lạnh sung tới chắc phàm suy cười một tiếng nói bởi vì ngươi miệng quá thiếu chắc là thể nội ta khí quá nhiều cho nên ta giúp ngươi điều trị điều trị Lời vừa nói ra, vừa mới còn có chút ngượng ngùng tiểu nhã nhất thở ngây người. Toàn trường thì là đột nhiên vang lên một trận ầm vang tiếng cười lớn. Mọi người đều biết, vừa mới tiểu nha đối chắc phàm trào phúng cùng khinh thị. Chắc phàm đây rõ ràng là đang muộn máy nhục nhã nàng. Trong tai nghe lấy cái kia tùy tiện tiếng cười nhạo, tiểu nhã trong nháy mắt cảm thấy vạn phần ủy khuất. Hai cái trong mắt bất giác ngấn lệ chớp động, ngẩng đầu hung hăng khét chắc phàm liếc một chút. Nhưng là chắc phàm lại không quan tâm, khuấy miệng y nguyên treo một đạo tà dị tiểu dung. Tiểu tử này, làm sao cẩn thận như vậy mắt, đối một cái tiểu cô nương đều có thể làm nhục như vậy dù sao cũng là hoa vũ lâu tổng lâu chủ nhìn đến chính mình tỉ muội bị trác phàm trêu đùa sở khuynh thành không khỏi oán giận nói tạ thiên dương sau khi nghe được thì là rất tán thành gật đầu sở lâu chủ nói là tiểu tử này tâm nhãn xác thực không lớn cho nên chúng ta tốt nhất tận lực đừng chọc hắn coi chừng hắn trả thù chúng ta tiểu đan đan lớn nhất trải nghiệm vội vã nhìn về phía mọi người gật gật đầu nhưng là trên mặt lại không chút nào ảo náo ngược lại có loại không hiểu kiêu ngạo hắn dám Sở Khuynh Thành hả ra một phát đầu, cực giống một vị trị phu có thuật niêm vợ, nhưng nhìn đến mọi người dị dạng ánh mắt, nhưng lại là gương mặt một đỏ, lung túng cúi thấp đầu. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, liếc nhìn nhau, đều là cười to lên. Chỉ có Sở Khuynh Thành gương mặt càng ngày càng đỏ. Hư, đột nhiên, ngay tại tất cả mọi người đem chú ý lực đặt ở Trác Phàm trên thân, Trác Phàm cũng chỉ riêng nhìn lấy trêu đùa cái kia tiểu nhã, có chút sơ sẩy. Một đạo chất lòng màu xanh biết đúng là trong nháy mắt bay vào trong tay hắn hỏa diễn trong gió lốc, cùng hắn dược dịch khoa là một thể. Trong mắt bỗng nhiên có rụt lại, chắc phàm trong lòng kinh hãi theo dược dịch bay tới phương hướng nhìn qua lại chính là nghiêm tùng không biết lúc nào trong tay hắn dược dịch đã toàn bộ luyện hóa hoàn thành nguyên lai like hắn vừa mới thả chậm luyện hóa tốc độ chính là vì tê liệt chắc phàm buông lòng chắc phàm cảnh giác liếc mắt liếc hắn một cái độc thủ dược vương khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười âm tà tống đại sư lão phu đã luyện hóa hảo dược dịch lập tức liền có thể thành đan cái kia thời gian ba cái hô hấp cũng không cần ngươi để ngươi vẫn là làm tốt ngươi chính mình sự tình à ha 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 mí mắt ngăn không được mà run lên dốc hết ra chắc phản sắc mặt dần dần âm trầm xuống lạnh lùng nói ngươi vừa mới hướng ta đan dược bên trong ném vào cái gì ném lông mày nhíu lại độc thủ dược vương từ chối cho ý kiến lắc đầu lão phu nhưng là sẽ không làm loại này phá hư người khác luyện đan sự tình chỉ bất quá lão phu tại luyện hóa dược tài lúc không cẩn thận đem dược dịch tràn ra đến mấy cái có lẽ vừa tốt rơi vào ngươi trong dược Bắt quá đây cũng là ngoài ý muốn, con mời Tống đại sư không nên quá để ý. Ngoài ý muốn, luyện đan sư luyện hóa dược tài lúc, sắc thực hội bởi vì tâm thần bất an, nguyên lực chi hóa bất ổn, mà để dược dịch vẩy ra mà ra, nhưng cái kia là xuất hiện ở luyện đan người mới học trên thân sự tình. Cho dù là nhất phẩm luyện đan sư, cũng sẽ không lại phát sinh dạng này luyện đan sai lầm. Độc thủ dược vương thân là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư, đường đường thất phẩm luyện đan sư, làm thế nào có thể phát sinh dạng này tay lầm? Đây rõ ràng thì là cố ý. Điểm này, tại chỗ tất cả mọi người trong lòng rõ ràng nhưng lại không có cách nào hắn không phải nói mình là không cẩn thận người khác cũng không có cách nào chứng thực hắn là cố ý gây nên không hăng khẽ cắn môi chắc phàm không thèm quan tâm hắn vội vàng xem hắn dược dịch men trong biến hóa thế nhưng là cái này không cha còn tốt cha một cái phía dưới càng làm cho hắn quá sợ hãi thanh mãng vải dịch chắc phàm không khỏi đại kêu ra tiếng lời vừa nói ra mọi người cùng nhau kinh hãi hiện tại ai cũng biết Chắc phàm luyện chế là ôn dương đan tất cả luyện hóa dược tài tất cả đều là dương tính ôn hòa dược vật nhưng là cái này thanh mãng vẩy dịch chính là cấp hai linh thú trời xanh độc mãng lân giáp luyện hóa mà thành mãng xà bản thân chính là vật âm hàn đồng thời thiên tính hung tàn bên trong là bao hàm sát khí như thế độc vật chính là cùng ôn dương đan tất cả dược tài tương xung vật này một khi làm thuốc tan dược liền sẽ bởi vì âm dương tương để mà thuốc lực giảm đi đừng nói là tam phẩm đan cho dù là nhị phẩm đan cũng không giữ được đoán chừng chỉ có thể luyện thành nhất phẩm đan tất cả mọi người không khỏi cũng không có cách nào lắc đầu thở dài trong lòng chắc phàm chiêu này luyện đan thuật luyện hóa đan dược cực nhanh hiếm thấy trên đời nhưng cũng tiếc hắn cái kia một tay dược tài đã hết hiệu lực coi như luyện chế lại một lần tại phương diện tốc độ cũng đã rơi phía dưới độc thủ dược vương bọn họ một mảng lớn khoảng cách không bao giờ còn có thể có thể đuổi kịp vốn là dễ như trở bàn tay vòng thứ hai vô địch ngay tại chắc phàm cùng vọng tự đại bên trong nước chảy về biển đông độc thủ dược vương cười lạnh nhìn vẻ mặt xương lạnh chắc phàm ta dị nói tiểu tử còn nhờ rõ ngươi vừa mới lời thề à một khi ngươi rời đi vị trí này liền phải đem đầu giao ra lão phu thế nhưng là ở chỗ này thật tốt trở lấy đây ha 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 độc thủ dược vương cười to váng vọng tại toàn bộ hòa vũ trong nội đường mọi người than nhẹ lắc đầu đều là vì vị này hoành không xuất thế luyện đang kỳ tài liền bị cái này độc thủ dược vương đường hoàng lấy đi tánh mạng mà thật sâu tiếc hận gồm đa nương thầm thở dài một hơi thất vọng nhìn chắc phàm biết một chút tiếp tục luyện chế chính mình đan dược Tiêu tử này chỉ có một thân luyện đan tuyệt kỹ nhưng vẫn là tâm tính bất ổn đáng tiếc lưu nhất thật kinh ngạc nhìn chắc phàm một hồi lâu cuối cùng lắc đầu trên mặt lộ ra bi ai chi sắc phía tây ghế khách quý hoàng phủ thanh vân cười lớn một tiếng mừng rỡ như điên nghiêm trưởng lão hắn của nhiên có một tay bên cạnh mọi người ào gật đầu hẳn là lầu trên sàn chính hoa vũ lâu ba người tức bực dậm chân Tiêu tử này thật sự là chịu không được khen à vừa còn khen hẳn có thể gánh bác cứu vãn ta hoa vũ lâu gánh nặng lại lập tức liền bị kẻ kia nghiêm tùng ầm chết Mô đơn lâu chủ cái này bạo tính khí, nhịn không được mắng to lên. Để ngươi cùng vọng tự đại, cái này thật vất vả tạo dựng lên ưu thế, lại toàn không? Đúng vậy a, à, tiểu tử này làm việc, thật là khiến người ta không yên lòng. Thanh hoa lâu chủ cũng là thở dài nói. Cứ như vậy, đừng nói để hắn cứu hoa vũ lâu. Đoán chừng một hồi chúng ta cái kia muốn muốn làm sao cứu hắn đi. Chỉ có sở khuynh thành, nhìn lấy chắc phàm, không có bất kỳ cái gì oán trách, chỉ là vẫn lầm bầm nói. Hắn là thay khuynh thiên đến, chẳng lẽ cùng vọng một chút không đúng sao? Nếu như Khuynh Thiên tại lời nói, chắc là giống như hắn đi. Sư phụ, ngài mau cứu phu quân đi. Lúc này, Tiếu Đan Đan lại cầu tới mẫu đơn lâu chủ. Mẫu đơn lâu chủ bất đắc dĩ, nhìn về phía Long Cửu bọn họ, thử gió xét nói. Các vị, thấy các ngươi cùng Tống Ngọc giống như rất hiểu biết. Không biết các ngươi cảm thấy việc này như thế nào. Nàng tuy nhiên tính khí bạo, nhưng là tâm lại tỉ mỉ. Nàng minh bạch, phải cứu chắc phàm, chỉ dựa vào hòa vũ lâu thực lực là vạn vạn làm không được nhất định phải liên hợp tiềm lòng các cùng kiếm hầu phủ hai nhà bất quá nghe đến nàng lời nói mọi người lại là không có phản ứng gì đúng là dị thường bình tĩnh cứu cứu cái gì tiểu tử kia còn chúng ta đi cứu sao tạ thiên dương nhớ chân mày thản nhiên nói ta đoán chừng tiểu tử kia hiện tại đã tức giận đến phổi đều nhanh nổ giống hắn như vậy khôn khéo tính toán người lần này thế mà bị người khác trước âm một thanh hắn có thể nhịn xuống đi mới là lạ mi đầu bắt giác nhếch lên mẫu đơn lâu chủ có chút không rõ ràng cho lắm đột nhiên một mực dư im lặng đồng thiên bá huynh muội bỗng nhiên một cái lảo đào té ngã trên đất trên mặt đều là mang theo vẻ hoảng sợ không đợi bọn hắn tra hỏi rõ ràng đồng thiên bá đã là kinh hoàng nói cái kia người kia không phải ta tống ngọc huynh đệ hắn hắn là ai mọi người giật mình trong lòng không hiểu cùng nhau nhìn xuống dưới nhưng là cái này không nhìn còn khá xem xét phía dưới cho nên ngay cả bọn họ tâm cũng ngân không được phanh phanh thẳng nhảy dựng lên bởi vì lúc này giờ phút này chắc phàm trong mắt đã là ngưng tụ lại giống như thực chất sát ý cỗ này sát ý giống như là cửu ủ địa phủ tu la giống như để tất cả nhìn đến hẳn ánh mắt người đều cảm giác giữa cổ sớm đã treo lên một thanh chí mạng lưỡi đao tô hồ sao một khắc liền có thể tùy tiện kết tính mạng bọn họ chắc phàm lần này thật phẫn nộ hắn nãi nãi trước kia chỉ có lão tư âm người phần không nghĩ tới lần này lại bị lão nhân này vượt lên trước âm một tay ánh mắt hơi hơi mị mị chắc phàm một cái tay y nguyên khống chế ngọn lửa kia phong bạo một cái tay khác lại sớm đã hung hăng nắm lại một nắm đấm thép ngăn không được lay động Tô hồ sau một khắc liền muốn trọng quyền xuất kích hắn đường đường ma hoàng luôn luôn tôn sùng tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ư ma đạo trí lý nhưng là bây giờ hắn chả không song âm ngược lại để người khác đoạt tiên cơ cái này khiến hắn vô luận như thế nào đều chịu không được giờ này khắc này chỉ có cầm đối thủ đầu mới có thể bảo vệ cho hắn ma đạo trí tôn tôn nghiêm toàn thân tất cả sát cơ đều giấu ở cái kia hai cái trong đồng tử cho nên tại độc thủ dược vương cách hắn gần nhất lại là căn bản không có cảm giác đi ra ngược lại lâu trên sàn chính mọi người một mực chú ý hắn tình huống mới từ hắn trong hai con người nhìn ra nồng đậm sát cơ nhưng nguyên nhân chính là như thế hoa vũ lâu những người kia mới rốt cuộc biết chắc phàm đáng sợ trước kia các nàng một mực có chắc phàm là thành là một cái không biết trời cao đất rộng làm cả làm bậy ba phen mấy bận kém chút mất đi tính mạng nếu không phải các nàng kịp thời xuất thủ cái này công tử ca sớm đã chết nhưng là bây giờ các nàng mới khắc sâu minh bạch người này thật không đơn giản không nói trước thanh này toàn thân xác cơ tụ tại song đầu bản sự liên không phải người bình thường có thể làm được liền các nàng những ngày này huyền cao thủ cũng không được phải biết giết người tất có sát cơ xuất thủ càng hung ác sát cơ càng nặng đây vốn là trấn nhất địch nhân một đại vũ khí nhưng là đang đánh lén thời điểm lại bại lộ chính mình ý đồ cho nên phàm là kẻ ám sát đều sẽ học tập ẩn táng sát cơ bản sự nhưng là ẩn táng lại sâu đối với độc thủ dược vương dạng này đối chung quanh một ngọn cây cọng cỏ đều cực kỳ mẫn cảm cao thủ tuổi nói lại là không có chút nào tác dụng mà chắc phần dạng này đến tất cả sát cơ tụ tại hai mắt chỉ cần không nhìn thấy hẳn ánh mắt thì không còn giáp được hắn sát cơ lại là tốt nhất đánh lén thủ đoạn có thể thấy được luôn luôn tùy tiện chắc phàm đúng là lớn nhất tinh thông ám sát chi thuật người lại đến chắc phàm trong đôi mắt sát khí thế mà có thể nồng đậm đến trình độ như vậy cho nên tại liền bọn họ những ngày này huyền cao thủ nhìn đều cảm thấy thật sâu uy hiếp cuối cùng là giết bao nhiêu người mới có thể tích lũy cường đại như thế sát khí lẫn nhau ngưng trọng biết nhau Mô đoan lau chủ mọi người cuối cùng minh bạch đồng thiên bá lời nói bên trong hàm nghĩa người này tuyệt không phải tống ngọc một cái tam lưu gia tộc thiếu gia trong mắt cái nào đến mãnh liệt như thế sát ý người này đến tột cùng là thần thánh phương nào vì sao muốn cải trang thành tống ngọc bộ dáng xuất hiện tại ta hoa vũ lâu khu vực thanh hoa lâu chủ trong lòng run lên hướng mọi người chung quanh nhìn xem sở khuynh thành cùng mẫu đơn lâu chủ cũng là nghi ngờ nhíu mày nhưng tiềm long các cùng kiếm hầu phủ mọi người lại sớm đã biết chân tướng trong mắt giếng cổ không gợn sóng cười nhẹ nhìn sở khuynh thành liếc một chút long cửu thản nhiên nói yên tâm đi sở sở nha đầu tiểu tử này xuất hiện đối hoa vũ lâu tuyệt đối là phúc thì không phải là họa đúng vậy a à, sở sở tỷ tỷ tiểu tử này tuy nhiên không phải người tốt lành gì nhưng bây giờ có thể cứu các người hòa vũ lâu chỉ sợ cũng chỉ có hắn lần đầu tiên long quỳ đúng là lần đầu đối chắc phàm tiến hành chính diện đánh giá trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía nàng long quỳ gương mặt một đỏ ngành đầu nói các người nhìn ta làm gì ta chỉ nói là chuyện này thực tiểu tử này xác thực có mấy phần năng lực mà bật cười lắc đầu long cửu không khỏi âm thầm cảm khái cái này chắc phàm thật là kỳ nhân thực lực coi như lại chán ghét người khác đều không thể không từ đáy lòng tán thưởng hoa vũ lâu mọi người từ lấy bọn hắn làm trò bí hiểm trong lòng càng thêm mơ hồ nhưng là nghĩ đến người này mặc dù có uy hiếp nhưng hẳn không phải là hướng về phía hoa vũ lâu liền cũng thả lỏng trong lòng hắc 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 tiểu tử kia đã không nhịn được lập tức liền muốn động thủ lúc này tạ thiên dương đột nhiên ta cười một tiếng mọi người giật mình vội vàng nhìn xuống dưới quả nhiên chắc phàm trong mắt sát y đã ngăn không được hướng bên ngoài tràn ra đây chính là gần như động thủ điểm tới hạn Thế mà, đúng lúc này, trong mắt của hắn cái kia muốn rồi dào muốn ra sát cơ, lại là đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Tạ Thiên Dương sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía người khác. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này làm sao nhịn ở, hoàn toàn không phải hắn phong cách á. À. Dựa theo hắn đối chắc phàm giải, đối mặt như thế khuất nhục. Chắc phàm còn không đem đối phương tháo thành tám khối. Làm sao lại dễ dàng như vậy thì đè xuống nộ khí. Càng hiện tại là động thủ tốt nhất thời khắc, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào. Lăng cử bọn họ đồng dạng không hiểu, bọn họ biết chắc phàm cũng không phải là do dự thiếu quyết đoán người tuyệt không nên cái kia buông thà tốt như vậy đánh lén cơ hội giết người đoạt thuốc bỏ trốn mất dạng vốn chính là hắn ngay từ đầu thì kế hoạch tốt làm sao lại nửa đường thay đổi tất cả mọi người đều đối chắc phàm hành động biểu thị không hiểu chăm chú nhìn về phía phía dưới cái kia hất lên màu đen áo choàng bóng lưng thật sâu hít một hơi chắc phàm lần nữa đen tâm tình bình tĩnh xuống tới nhìn một chút sau lưng áo choàng khuế miệng lộ ra một tia mỉm cười hắn hôm nay tới mục đích không chỉ có riêng là ngăn cản đế vương môn chinh phạt vì lạc gia quật khởi tranh thủ thời gian còn có chính là còn sở khuynh thành tặng thuốc tri tình tuy nhiên cứu vãn hoa vũ lâu cũng coi như trả lại nàng nhân tình thế nhưng dù sao cùng bản thân hắn mục đích trùng hợp tại hắn nội tâm bên trong cũng không tính tránh thức còn chút tình ý này cho nên hắn lần này mới có thể muốn thay thế sở khuynh thiên leo lên thiên vũ đệ nhất luyện đan sư ngai vàng nhất đan khuynh thiên là sở khuynh thiên nguyện vọng cũng là sở khuynh thành tâm nguyện mà đạo cường giả cả đời lỗi lạc tuyệt không thể bị nhân tình chỗ mệt mỏi nghĩ tới đây chắc phàm trong mắt bỗng nhiên lấy qua một đạo tinh quang vung tay lên trước người lò luyện đàn nóc liền bỗng nhiên bay lên tiếp lấy hắn lại vung tay lên trong tay cái kia đạo hỏa diễm phong bạo loại sách tay lấy dược dịch đột nhiên tiến vào lô đỉnh bên trong tống đại sư hắn phải dùng lô đỉnh luyện đan mọi người cùng nhau run lên toàn đều nhìn về chắc phàm phương hướng phàm là luyện đan đại sư đối dược tài trưởng khống lực đều cực mạnh chỉ có luyện chế phẩm cấp cao đan dược lúc mới có thể dùng được lô đỉnh phụ trợ trưởng khống những dược liệu này luyện chế Giống tam phẩm đan dược loại này cấp thấp đan dược, vị trí thứ 20 luyện đan sư, cơ bản trong lòng bàn tay liền đã có thể luyện chế hoàn thành. Thế nhưng là chắc phẩm lúc trước bộc lộ tài năng, đã có đại sư phong phạm, rõ ràng trong lòng bàn tay liền có thể luyện chế hoàn thành. Bây giờ lại đột nhiên dùng tới lò luyện đan đỉnh, hiển nhiên là có đại thủ bút. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều hướng chỗ của hắn nhìn qua, cười lạnh, độc thủ dược vương nhìn lò kia bên trong đã tại nguyên lực chi hỏa bên trong, toàn bộ nhập bọn với nhau dược tài liếc một chút, khinh thường bữu môi nói: tiểu tử, ngươi cái này lô thuốc đã phế, có cân hay không lô đỉnh, đều luyện không ra tam phẩm đan đến. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi, lão tử luyện đan bản sự, cái nào là ngươi cái này phàm phu tục tử có khả năng phòng. Mi đầu hơi nhíu, chắc phàm chỉ chỉ sau lưng áo choàng, lần nữa lớn tiếng nói. Thầy rõ ràng, ngươi chỉ là độc thủ dược vương, lão tử thế nhưng là nhất đan khinh thiên. Ngươi thực lực của ta cũng là một trời một vực, vừa dứt lời, nâng theo lấy tất cả mọi người ánh mắt, chắc phàm bỗng nhiên nhảy đến lò luyện đan lên tại tất cả mọi người thật không thể tin ánh mắt bên trong mở ra dây lưng quần anh từng tiếng nữ tử kêu sợ hãi truyền ra tất cả tại chỗ nữ tử tất cả đều đỏ bừng gương mặt cúi thấp đầu triển lãm trên đài tiểu nhã càng là gấp bưng bít lấy hai mắt vội kêu lên tống tống đại sư ngươi đây là làm cái gì nói nhảm đương nhiên là luyện đan chắc phản trợn mắt một cái tiếp theo tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn soi mói nâng thường xả kích một dòng như thanh tuyền giống như thanh tịnh dòng nước liền nào ra mà xuống rơi vào lò kia trong đỉnh lửa nóng hừng hực bên trong mẹ hắn lão tử không nhìn lầm đi tống đại sư hắn hắn thế mà tại hướng lò luyện đan trong đỉnh đi tiểu trong lúc nhất thời tất cả mọi người mắt trợn tròn cái này mẹ hắn là làm gì luyện đan à vẫn là vỏ đã mẻ không sợ rơi bắt đầu chiêu chọc ra độc thủ dục vương cùng một đám luyện đan đại sư nhóm cũng là trong nháy mắt sững sờ ngay tại trầu tựa hồ cũng hoàn toàn nốc rơi coi như luyện đan luyện thua đầu muốn dọn nhà nhưng tôn nghiêm dù sao cũng nên muốn á à? mặt mũi cũng nên muốn đi tiểu tử này là đang làm gì hướng đan dược này cho hả giận vẫn là hướng bọn họ thị uy Cũng quá không thể tưởng tượng đi ây đây là đâu vừa ra lâu trên sàn chính tạ thiên dương ngốc mờ ngác nhìn chắc phàn tại lô đỉnh trên miệng đi tiểu theo cái kia nước tiểu nhập đỉnh lúc trước còn thiêu thẳng mạnh hỏa diễm cũng là dần dần dập tắt xuống tới mắt thấy cái kia chỉnh lô dược tài đừng nói là nhất phẩm đan đã toàn phế tiểu tử này coi như thua đan thi đấu chẳng lẽ lên mặt mũi đều không muốn làm sao làm lấy trước công chúng trước mặt làm ra như thế chuyện vô sỉ, chẳng lẽ nói. Trong mắt bỗng nhiên có rụt lại, tạ thiên dương tự hồ nghĩ đến cái gì, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Mọi người tuyệt đối đừng nhìn hắn a, à, riêng là ba vị lâu chủ. Phi, người nào nhìn hắn, giờ này khắc này, sở khuynh thành các nàng sớm đã che lên hai mắt, lưng đối đi qua, đỏ bưng cả khuôn mặt. Tiếu đan đan vốn định quay đầu nhìn một chút, nhưng lại bị mẫu đơn lâu chủ cường ngạnh chật trở về, còn hung hăng chừng nắng liếc một chút. Vì thế, tiểu đan đan còn có chút ủy khuất, mặc kệ người kia là ai trung quy là hắn phu quân a à, chẳng lẽ nàng cũng không thể nhìn sao hắn nãi nãi tiểu tử này khẳng định điên tại xác định tất cả mọi người quay người về sau tạ thiên dương cũng tranh thủ thời gian quay người không hung hồ hổ nói ta biết hắn muốn làm gì lấy tiểu tử này nước tiểu tính khẳng định là trước dùng đi tiểu đế làm nhục tại chỗ tất cả mọi người sau đó lại đen tất cả mọi người giết sạch trong lòng không khỏi giật mình mộ đơn lâu chủ không thể tin nói điều đó không có khả năng a à, cái kia không thành biến thái sát nhân cùng mà thiên hạ tại sao có thể có loại người này hư hắn vốn là rất biến thái ưa thích giết người mà lại tuyệt đối là cái cuồng mà tạ thiên dương mười phần chắc chắn mà nói cho nên chúng ta tuyệt đối đừng nhìn hắn hạ thân không phải vậy thì cho hắn giết chúng ta lý do Long cửu sờ sờ tròm dâu cái này giải thích tuy nhiên gượng ép rất nhiều nhưng có vẻ như chắc phan tiểu tử này khởi xướng giận đến con thật có thể làm ra tới sau đó lôi kéo long quỳ long kiệt hai người cũng là lưng đối đi qua mà gặp liền long cửu đều làm như thế sở khuynh thành các nàng càng thêm tin tưởng trong lòng không khỏi lo sợ lên các nàng không biết chắc phàm biến tụ cùng là ai nhưng nhìn chúng người bộ dáng tựa hồ là cái tương đương nhân vật kinh khủng loại tình cảnh này nếu để cho chắc phàm biết nhất định sẽ đem tạ thiên dương bắt lại hung hăng hải biển một trận lão tử lúc nào thành biến thái sát nhân cùng ma không sai xác thực có người nói lão tử biến thái thế nhưng nói là lão tử thực lực lão tử cũng xác thực giết người nhưng lão tử giết đều là địch nhân lão tử cũng là cùng ma nhưng lão tử là ma đạo chí tôn nha người nhà đem cái này ba cái từ cho lão tử liền lên truyền bá đây không phải là bại hoại lão tử danh dự a à. bất quá may mà chắc phàm cũng không biết trên lầu phát sinh sự tình không phải vậy lại là một kiện huyết án a à. đem đi tiểu vung tận chắc phàm nhảy xuống lò luyện đan tại tất cả mọi người ánh mắt kỳ dị bên trong nhìn xem độc thủ dược vương trên tay đan dược đã lập tức liền muốn thành hình nhìn lại mình một chút trong lò luyện đan cũng đã một mãi không rõ ràng cho lắm hồ dán không khỏi hơi hơi gật gật đầu còn tốt tới kịp khóe miệng nhếch lên một cái tất thắng mỉm cười chắc phàm nhìn về phía ngây ngốc độc thủ dược vương thản nhiên nói lão bất tử lão tử hiện tại liền để người xem một chút cái gì là luyện đan thuật phí trên tranh lệch vừa dứt lời chắc phàm bỗng nhiên vừa bấm thủ quyết hướng trong lò luyện đan nhất chỉ hét lớn lên tiếng kim lân há lại là vật trong ao vừa gặp phong vân biển hóa long đốt thân long dẫn giống bỗng nhiên cơ hồ đã muốn tắt lửa đan lô đúng là bỗng nhiên phóng ra nói đạo kim quang một tiếng kinh hại thiên long hống đột nhiên vang vọng tại tất cả mọi người mà thôi trước đem tất cả mọi người ánh mắt tức chính là lúc trước cúi đầu không dám nhìn đi nữ tử cũng tất cả đều hấp dẫn tới sư một đạo kim sắc quang trụ từ cái này trong lò luyện đan phóng lên tận trời ban đầu vốn đã dần dần dập tắt lò lửa đột nhiên lần nữa cháy hưng hực lên hóa thành một đạo hỏa long dọc theo kim trụ xoay quanh mà lên trong tay lần nữa ẩn quyết biến đổi chắc phàm trong miệng niệm niệm có tiếng âm truyền dương dần hỏa long lên như diều gặp gió đăng thiên môn đốt giống lại là một tiếng thần long trường âm lô đình bên trong bãi kia bị chắc phàm đi tiểu thấm vào lấy đan dịch đúng là bỗng nhiên chất động lên ánh sáng màu vàng sau một khắc nhưng gặp cái kia chất lòng màu vàng ống giống như một đầu dốc rách như suối chảy dọc theo cựu long dáng người ngược dòng thẳng lên mà theo cái này kim sắc đan dịch lưu động cái này cựu long toàn thân cao thấp khí thế cũng cường thịnh hơn lên dường như cái này đan dịch chính là cựu long huyết mạch đồng dạng cho nó vô tận sinh mệnh lực thấy tình cảnh này tất cả mọi người đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người bao quan những ngày kia vụ tối đỉnh cấp các luyện đan sư đều dường như quên tay bên trong ngay tại luyện chế đan dược ngơ ngác nhìn đấy hết thảy bọn họ luyện đan luyện mấy chục năm còn lần đầu gặp có người luyện đan có thể luyện đến như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần kinh ngạc nhìn cái kia đan dịch dần dần tràn lan lên toàn bộ cự long thân thể độc thủ dược vương đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận bất an tựa hồ nghĩ đến cái gì giống như vội vàng tăng lớn trong tay hỏa lực muốn phải nhanh một chút cầm trong tay đan dược luyện thành cười lạnh chắc phàm khuế miệng nhếch lên một cái tà dị đường cong quát to lao ra hỏa đá muộn phong thứ hai cạnh tranh đan vô địch vẫn là lão tử vừa dứt lời chắc phàm bỗng nhiên ấn quyết lần nữa biến đổi kêu lên thân long quay đầu công thành lui long khí nhập viêm linh đan thành Ông, chỉ một thoáng, một đạo nhìn bằng mắt thường không đến ba động bỗng nhiên từ cái này quang trụ ở giữa tản ra. Ngay sau đó, nhưng gặp cái kia quang trụ trong né mắt nổ tung, hóa thành một chút kim quang, phiêu tán không trung, mà cái này hỏa long không có quang trụ phụ thuộc, vừa nghiêng đầu bỗng nhiên hướng trong lò đan đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa long thân thể đột nhiên nổ tung lên, hình thành một cái đại hỏa cầu. Thế nhưng là không đợi hỏa cầu kia khuếch tán, bốn phía một chút kim quang đã là cấp tốc hướng vào phía trong tụ tập lại, lấy luyện đan đỉnh lô vì trung thành, như cùng một con lười lớn, đem hỏa cầu kia từng bước một hướng bên trong áp đi cuối cùng tại sao cùng một tiếng thần long tê minh kinh thiên gào thét bên trong tất cả kim quang cuối cùng ngưng tụ lại cùng nhau hóa thành một hạt mặt ngoài kim quang lưu động đan hoàn chắc phản tay khẽ vẫy đem đan dược thu vào trong tay giơ lên cao cao lớn tiếng nói tam phẩm đan dược long dương đan luyện chế hoàn thành chắc phản tuyên cáo tại tất cả mọi người trong tái truyền vang nhưng là bọn họ còn một mực chấn kinh tại vừa mới luyện đan kỳ cảnh chưa kịp phản ứng lúc mới ngăn không được giật này cả mình Riêng là những luyện đan sư kia nhóm, càng là thật không thể tin. Cái này tống đại sư đan thuốc không phải đã bị hủy à? Làm sao có thể còn có thể luyện ra tam phẩm đan đến? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía triển lãm trên đài phân tích. Tiểu nhã, mời nàng đến phân biệt một chút. Chắc phẩm viên thuốc này đến tôi cùng phải chăng đã đạt đến tam phẩm hàng ngũ? Minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ, tiểu nhã trầm ngâm một trận, vẫn là kiên trì đi vào chắc phẩm trước mặt, nhưng là muốn nàng tiếp nhận viên đan dược kia, lại là lại có chút do dự. Viên này quỷ dị đan dược, mọi người đều biết là chắc phàm dùng nước tiểu ba phải cùng đi ra. Trước bất luận nó có phải là hay không tam phẩm đan, nhưng là bên trong cách điều chế. Liên để tiểu nhã đại cô nương này khó có thể tiếp nhận. Ách, Tống Đại Sư, Mày xác định đây là khỏa tam phẩm đan. Tiểu nhã xoa xoa tay, có chút khó khăn nói. Mi đầu hơi nhíu, chắc phàm đem đan dược hiện lên đến trước mặt nàng, suy cười ra tiếng. Ngươi là phân tích, đương nhiên là ngươi đến giám định. Nếu như dùng mắt thường nhìn không ra lời nói, ngươi ăn vào nó, ta cũng không để ý. Gương mặt hung hăng rút rút, tiểu nhã trong lòng tức giận chắc phàm đây rõ ràng lại là đang trêu đùa nàng đừng nói hắn đây là tam phẩm đan chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn sau cùng cách điều chế liền xem như thất phẩm đan cô nãi này cũng tuyệt đối không ăn thế nhưng là đối mặt mọi người hy vọng ánh mắt nàng lại là lại không thể không cho tất cả mọi người một cái sáng tỏ đáp án không có cách nào nàng đành phải ai thán một tiếng cầm ghét tiếp nhận viên kia dùng nước tiểu luyện thành đan dược thế nhưng là đan dược vừa mới nhập trưởng lại là một trận rét lạnh rõ ràng là vừa mới luyện chế tốt đan dược vì sao đan dược lên không có nóng dực hóa khí tiểu nhã trong lòng kỳ quái nhưng là chờ nàng cầm tới phụ cận tỉ mỉ quan sát về sau lại là càng thêm lớn kỳ đan dược này chẳng những không có vừa ra lâu nóng rực thậm chí ngay cả đan hương đều không có phảng phất là dùng bùn đất cùng thành nê hoàn một dạng căn bản nhìn không ra phẩm giai tới không thể nào nhìn tiểu tử này vừa mới lớn như vậy chiến trận không có khả năng liền nhất phẩm đan đều luyện không ra à. chẳng lẽ nói là đan dược này có gì đó quái lạ tiểu nhã trong lòng trần chờ nhìn nửa ngày nhìn không ra cái nguyên do về sau sau cùng chỉ có thể lúng túng nói ách xin lỗi Tống đại sư, mai cái này mai long dương đan, tha thứ tiểu nhã mắt phụng về. Nhìn không ra phẩm giai, nghe được lời này, mọi người càng là thấy kỳ lạ, toàn trường trong ngáy mắt tó loạn lên. Phạm là đan dược, đều có phẩm giai, nơi nào có không có phẩm cấp giai đan dược. Vẫn là nói đan dược này, chẳng qua là một đống cận thuốc tụ hợp mà thành. Cho nên mới nhìn không ra phẩm giai, nghe lấy giữa sân hối hà thảo luận, chắc phàm khẽ cười một tiếng, nhìn về phía tiểu nhã nói. Bằng không, người phục nó, nhìn nó đến cùng là mấy phẩm đan. Lời vừa nói ra, dưới trận chúng người lập tức ồn ào nói, phục nó, phục nó, phục nó. Tiểu nhã sắc mặt một khổ, hung hăng chừng chắc phàm liếc một chút, nhưng là lại nhìn về phía trong tay đan hoàn, lại là sắc khóc đi ra. Cái này đan hoàn nếu thật là mai đan còn tốt, nếu không phải lời nói. Vậy lão nương không phải là u hắn nước tiểu. Trong lúc nhất thời, tiểu nhã đúng là tình thế khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên, đúng lúc này, một tiếng thanh âm giả nua lại là đột nhiên phát ra. Phân tích không cần phục nó, chỉ cần đem đan dược này một phân thành hai tự nhiên có thể phân biệt phẩm giai chỉ bất quá chỉ bất quá cái gì liền theo lưu đại sư ngài nói làm tiểu nhã như là kiếm một còng cỏ cứu mạng giống như cảm kích nhìn lưu đại sư liếc một chút tiếp lấy khép lại hai ngón tại đan hoàn ở giữa nhẹ nhàng vạch một cái hư từng tia từng tia kim sắc khí thể từ đan trong rực tiết ra bên trong còn kèm theo từng trận tiếng long ngâm Quân cuộn đan hương đột nhiên phát ra chỉ là trong khoảnh khắc liền đã tràn ngập toàn trường mà nghe thấy được viên thuốc này người đều ngăn không được tinh thần lắc một cái đúng là toàn thân cao thấp nguyên lực đều tại phồng lên dược lực này cũng quá mạnh à con không có phục dụng liền đã có thần hiệu như thế cái kia phục dụng còn phải viên này đan tuyệt không chỉ là tam phẩm mà chính là mọi người giật mình cùng nhau nhìn về phía triển lãm trên đài tiểu nhã tiểu nhã lúc này cũng kinh ngạc đến ngây người nhịn không được kêu ra miệng cái này đây là ngũ phẩm đan một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nghe đến phân tích tại chỗ giám định tất cả mọi người không tự giác hít sâu một hơi cái này hắn nãi nại đến tôi cùng là bí thuật gì vậy mà có thể sử dụng nhị phẩm đan dược dược tài luyện ra ngũ phẩm đan đến vị này tống đại sư đến tôi cùng là thần thánh phương nào á chờ một chút đột nhiên tiểu nhã kinh dị nháy mắt mấy cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói viên đan dược kia vậy mà tự mình hàng phẩm cấp thấp hiện tại là tứ phẩm đan lời vừa nói ra mọi người lần nữa kinh hãi cái này mẹ hắn thật sự là kỳ còn chưa từng nghe nói đan dược chính mình hàng phẩm dai thế nhưng là còn không đợi trong lòng bọn họ nghi hoặc tiểu nhã thanh âm lại vang lên lần nữa hiện tại là tam phẩm nhị phẩm nhất phẩm tiểu nhã thanh âm mỗi vang một lần mọi người tâm liền đi theo nhảy một lần rốt cục tiểu nhã hít sâu một hơi bất khả tư nghị nhìn về phía trên trận tất cả mọi người lầm bầm nói ta ta không nhìn lầm ạ à, viên đan dược kia biến mất trong tay nâng lên bị cắt mở đan hoàn tiểu nhã lầm bầm nói cái này chỉ là cọn thuốc tính, giống như chết tính tất cả mọi người bị trước mắt hiện tượng quỷ dị cả kinh nói không ra lời lại có đan dược có thể hư không tiêu thất chỉ còn lại bên ngoài tầng kia cản thuốc đây cũng quả nói mơ giữa ban ngày à đan dược này cũng không phải là sống con có thể chính mình chạy quan trọng liền xem như sống nó cũng không có khả năng tại trước mắt mọi người vô thanh vô tức chạy đi tống đại sư cái này đây là có chuyện gì tiểu nhã lùng túng một miệng môi dưới nhìn về phía trác phàm bỗng nhiên tất cả mọi người cũng cùng nhau nhìn về phía hắn từ chối cho ý kiến nhún nhún vai chắc phàm cười đùa nói ta sớm bảo ngươi phục nó hiện tại ngươi coi như muốn phục đều không hung hăng lung lay hàm răng nàng sớm nên nghĩ đến tiểu tử này tuyệt sẽ không dễ dàng giải thích cho nàng nghe tất yếu trêu chọc nàng một phen cho nên thẳng thắn không đi hỏi hắn mà chính là nhìn về phía hắn mấy vị luyện đan đại sư đúng lúc này độc thủ dược vương vừa thu lại hỏa diễm bưng lấy một cái đỏ bừng đan hoàn lại là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng ai nghĩ không ra vẫn là trễ một bước bất quá coi như không muộn a à. nói hắn liền thuận tay ném cho trên đài tiểu nhã tiểu nhã tiếp nhận xem xét không khỏi giận này cả mình không hổ là độc thủ dược vương viên này lại là chuẩn tứ phẩm linh đan có thể đem nhị phẩm dược tài luyện thành chuẩn tứ phẩm đan dược có thể thấy được nghiêm lão luyện đan thuật của thực thần kỳ kỹ nhưng là là tiểu nhã lời ấy xuất khẩu giữa sân lại cũng không có bao nhiêu phản ứng mọi người chỉ là anh một tiếng gật gật đầu liền không có gì từ khi nhìn chắc phẳng cái kia kinh thiên động địa luyện đan bí thuật còn có người nào mặn nói mình luyện đan thuật thần kỳ kỹ cũng là độc thủ dược vương chính hắn lúc này cũng là thật sâu nhắm mắt lại lộ ra có chút hiu quạnh ách các ngươi cái này là làm sao tống đại sư viên đan dược kia đến tục cùng là mấy phẩm hiện tại còn thượng không kết luận cái gì thượng không kết luận coi như người khác không rõ ràng nhưng đứng ở chỗ này trước 10 người luyện đan sư chỉ sợ đều rõ ràng cái kia đan dược lợi hại thế mà tiểu nhã lời còn chưa nói hết Lưu Nhất thật đã là cứng ép mắt lời nói. Tiểu cô nương, ngươi còn quá trẻ tuổi, coi như tạm thời có thể làm chúng ta những người này phân tích, nhưng cũng tuyệt đối phân tích không tống đại sư viên đan dược kia giá trị, không khỏi xứng sờ, tiểu nhã trong lòng không phục. Nàng coi như không phải luyện đan đại sư, nhưng là bình sinh gặp qua đan dược không đếm hết. Phán định đan dược phẩm dai cùng giá trị, tuyệt không thành vấn đề. Làm sao lại không thể phân tích tiểu tử kia đan dược? thế nhưng là nhìn về phía cái kia trước mười người luyện đan đại sư biểu lộ lại từng cái là rất tán thành bộ dáng thậm chí ngay cả thiên vũ đệ nhất luyện đan sư độc thủ dực vương đều mịt mờ gật gật đầu đây là có chuyện gì hắn cùng cái kia tống đại sư không là đối đầu à làm sao cũng sẽ hướng về hắn nói chuyện thế nhưng là nàng không biết là độc thủ dực vương ngược lại là không muốn thừa nhận chắc phàm mạnh hơn hắn thế nhưng là biết chắc phàm tay này luyện đan thuật giá trị lại căn bản không chỉ một mình hắn hắn một vị phủ định sẽ chỉ bị đến người khác khinh thường trước kia hắn là luyện đan giới quyền uy nhưng bây giờ thật sự là liền bôi nhọ kẻ thú quyền lực đều không có a à. chỉ vì chắc phàm vừa mới cái kia hai tay luyện đan thuật thật sự là kỳ áp quần hùng ta không nhìn lầm đi lâu trên sàn chính tạ thiên dương né mắt mấy cái lầm bầm nói cái này độc thủ dược vương vậy mà thật coi lấy nhiều người như vậy mặt nhận thua đây là cái kia thích nhất si diện nghiêm trưởng lão sao sở khuynh thành các nàng liếc nhau cũng tất cả đều là một mảnh vẻ kinh dị lan cho lão gia hỏa này tâm phục cãi lại phục tuyệt đối không đơn giản chuyện này tống ngọc đến tôi cùng là thần thánh phương nào ba người lẫn nhau nhìn xem mẫu đơn lâu chủ chỉ chớp mắt châu nhìn về phía tạ thiên dương nói tạ công tử ngươi thật cùng cái kia giả tống ngọc quen biết sao ta nhìn ngươi căn bản không biết hắn con nói cái gì biến thái sát nhân cuồng người ta cái kia là luyện đan có được hay không nói đến đây thời điểm cho dù là mẫu đơn lâu chủ gương mặt cũng không nhịn được hồng hồng dù sao chắc phàm vừa mới cử động ai có thể nghĩ tới hắn là muốn luyện đan cái cổ không khỏi cao ngạo ngồng lên nhất tạ thiên dương hừ nhẹ nói ai nói bổn công tử không biết kẻ kia ra hòa ta thế nhưng là cùng hắn cùng một chỗ quá mạnh giao tình vậy hắn họ gì tên gì hắn không phải liền là cái kia đột nhiên tạ thiên dương trong mắt hơi híp đoán được mẫu đơn lâu chủ ý đồ cười tà nói ta thì không nói cho người các người tiếp tục chờ xem kịch liền tốt nghe được lời này mẫu đơn lâu chủ hận hận khe cắn môi quýt hắn một cái long cửu khẽ vuốt tròm râu bất đắc dĩ lắc đầu nhưng nhìn về phía chắc phạm ánh mắt lại là càng thêm tán thưởng Nghi không ra tiểu tử này trong tay trận pháp bao hàm có thượng cổ trận pháp Liên luyện đan thuật đều có thượng cổ bí thuật, hắn đến tôi cùng là ai à? Làm sao trên thân có nhiều như vậy bảo bối? Trước kia chỉ là một cái lạc gia tập dịch khả năng à? Triển lãm trên đài, tiểu nhã tới lùi bước đi thong thả dạo bước. Giữa long mày thật sâu nhăn lại một cái vấn đề. Theo lần lượt có người luyện thành tam phẩm đan dược, lọt vào người cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là cái này vòng thứ hai cạnh tranh đan vô địch. Năng lại chậm chạp không thể phán định ra tới, mà người quán quân này nhân tuyển không thể nghi ngờ thì tại vị này tống đại sư cùng độc thủ dược vương ở giữa thế nhưng là độc thủ dược vương luyện chế cái kia chuẩn tứ phẩm đan là thật sự nắm ở trong tay nàng thế nhưng tống đại sư đan thuốc đã là theo nàng mở ra đan thể về sau hóa thành một luồng kim sắc khí thể biến mất không thấy gì nữa cái này khiến nàng nên như thế nào phán định lại có coi như nó thật biến mất không thấy gì nữa nhưng tối thiểu biến mất trước có cái chính xác à là mấy phẩm cũng là mấy phẩm thế nhưng là ngươi nhà theo ngũ phẩm một đương xuống đến nhất phẩm đây là cái gì cái tình huống không làm rõ ràng được bên trong quan trọng, nàng liền không cách nào phân xét. Nếu là nàng phán định cái này tống đại sư thắng lợi, lý do là cái gì? Không có cách nào hướng tất cả mọi người bàn giao, như phán định độc thủ dược vương thắng được. Như vậy cái kia mời vị bài danh chức nhất luyện đan đại sư, lại là muốn tất cả đều hướng nàng quang tới xem thưởng ánh mắt. Phảng phất tại nói, tiểu cô nương vẫn là quá trẻ tuổi, căn bản nhìn không ra viên thuốc này thần diệu. Đáng giận nhất là liên độc thủ dược vương chính mình đều sẽ toát ra như thế ánh mắt. Đây thật là trái cũng không phải, phải cũng không phải phán định tống đại sư thắng lợi chỉ sợ không thể phục chúng nhưng nếu phán định độc thủ dược vương thắng cái này mời cái tối đỉnh cấp luyện đan sư lại hội không phục tiểu nhã tự hỏi làm nhiều năm như vậy phân xét vẫn là lần đầu gặp phải như thế khó có thể lựa chọn sự tình không có cách nào nàng đành phải nhìn về phía lưu nhất thật cung kính hướng hắn cầu dạy bởi vì rơi cái nhìn của nàng cái này lưu nhất thật xem như trong mười người đã có tư lịch lại tương đối tốt nói chuyện luyện đan đại sư giống chắc phàm cùng độc thủ dược vương một cái cao ngạo một cái lạnh lùng sớm làm thì đừng để ý đến bọn hắn con đào cô cô cùng nghiêm phục thì là vì tránh nghiêm nghi cũng liền không hỏi bọn hắn. Lưu đại sư, không biết ngài có thể hay không hướng mọi người giảng giải một chút. Tống đại sư vừa mới viên đan dược kia chỗ kỳ diệu, không có trực tiếp trả lời. Lưu nhất thẳng thắn trước hướng chắc phàm phương hướng cuối người hành lễ. Cái này thì lễ, thật không đơn giản, chính là đối luyện đan giới tiền bối đại lễ lưu nhất chân thân vì thiên vụ đế quốc bài danh vị trí thứ 10 luyện đan sư, cho dù gặp độc thủ Dực vương cũng sẽ không thi này đại lễ. Có thể thấy được trong lòng hắn, đã cho rằng chắc phàm luyện đan thuật sớm đã vượt qua bọn họ một mảng lớn, cùng bọn hắn so sánh, đã không phải là một cái cấp bậc mức độ, mà như thế thì lẽ lại làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến cả kinh cái cầm đều nhanh rơi xuống. riêng là những cái kia đổ luyện đan thuật kiến thức nửa vời người, tuy nhiên trong lòng biết chắc phàm lợi hại, nhưng cũng vạn vạn nghĩ không ra. Chắc phàm vậy mà lợi hại đến, làm cho lưu nhất thật dạng này luyện đan đại sư thì lấy tiền bối chi lễ. Chắc phàm lông mày nhíu lại, hắn cũng không nghĩ tới lão gia hòa này cư nhiên như thế thả xuống được mặt mũi. Đối với hắn tên tiểu bối này thì lớn như thế lễ, liền nhẹ nhàng gật đầu. Mà cái gật đầu này cũng rất coi trọng. Tại luyện đan giới, các loại luyện đan bí thuật đều là nhiều đời đơn truyền mà xuống. Tuy tiện không hướng ra phía ngoài lộ ra, cho dù là có người biết bên trong một hai giờ nơi mấu chốt, không có đối phương cho phép cũng không thể tùy ý nói ra nếu không chính là đối với đối phương đại bất kính nhẹ thì đoạn giáo quyết liệt nặng thì liều chết tương bác lưu nhất thật hưởng chắc phàm thì lễ là đúng hắn tôn kính chắc phàm gật đầu một cái liền đại biểu mầm đồng ý thấy tình cảnh này lưu nhất thật không khỏi nở nụ cười hớn hở lần nữa bài bai về sau nhìn về phía tiểu nhã nói tiểu cô nương ta đến nói cho ngươi vừa mới tống đại sư cái kia một tay là đến cỡ nào không nổi ngươi cũng đã biết tống đại sư một chiêu kia thế nhưng là thượng cổ thất truyền luyện đan bí pháp thần long dẫn cái gì thượng cổ bí pháp lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi cho dù là lấu trên sàn chính triều long cửu bên ngoài mọi người cung xuân đông ghế khách quý ở giữa hoàng phủ thanh vân cả đám người cũng tất cả đều cả kinh hà to mồm của thực không thể tin được đây là thật thượng cổ luyện đan thuật thất truyền đã lâu rất nhiều đều đã biến thành truyền thuyết thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra thế mà lại ở chỗ này nhìn đến một cái tuổi tác như thế trẻ luyện đan đại sư sử xuất thượng cổ bí thuật trong lúc nhất thời toàn trường tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn hai cái bóc kim quang trong mắt cùng nhau nhìn về phía ở vào đệ nhất luyện đan đài vị trí Y Nguyên biểu hiện được may trốn nước chảy chắc phàm, tiểu nhà cũng hơi hơi há miệng một cái, không thể tin nhìn chắc phàm liếc một chút. Nàng lúc trước tuy nhiên cảm thấy tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi, liền có thể cùng độc thủ dực vương đỏ sức, đã đầy đủ khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, hắn thế mà còn nắm giữ lấy thượng cổ luyện đan bí thuật, môn này sớm đã thất truyền kỹ nghệ, khó trách liền luôn luôn kiệt nào độc thủ dực vương đều muốn cam bái hạ phong. Tại thượng cổ bí thuật phía dưới, luận luyện đan thuật, cái kia luyện đan sư có thể so sánh thế nhưng là lưu đại sư vì sao tống đại sư đan dược hội biến mất không thấy gì nữa tiểu nhã không khỏi liếm liếm bờ môi kim lòng không đặng vội hỏi cười lắc đầu lưu nhất thật trên mặt lộ ra sùng kính thần sắc tống đại sư viên đan dược kia thần diệu may ở chỗ này vậy nơi nào là biến mất rõ ràng cũng là bị tất cả chúng ta đều ăn vào cái gì lời vừa nói ra mọi người lần nữa giật mình lại tất cả đều lộ ra vẻ không hiểu liền biết bọn họ không hiểu lưu nhất thật tiếp tục nói phạm là luyện đan cho dù là cực phẩm đan cũng bất quá là đem dược tái bên trong năm thành dược lực để luyện ra thôi nhưng là thượng cổ bí thuật thần lòng dẫn truyền thuyết có thể đem dược tái bên trong tất cả dược lực đều để luyện ra người môi khi ăn vào liền trong ném mắt hóa nhập thể nội cho nên lúc trước cái kia tiết lộ ra ngoài kim sắc khí thể chính là toàn bộ đan dược toàn bộ dược lực nếu là một người phục dụng, chỉ sợ có thể so với ngũ phẩm linh đan chỉ là phát tán sau khi ra ngoài bị mọi người hút liền cũng không kịp nhất phẩm đan hiệu lực cho nên lão phu lúc đó đề nghị mở ra đan thể lúc thực trong lòng cũng có chút tiếc hận thì ra là thế khó trách ta hút tới cái kia đan hương về sau hội cảm thấy sảng khoái tinh thần lưu nhất chân cương nói xong liền có người nhịn không được cảm thán lên ngay sau đó càng ngày càng nhiều người phát ra chung nhận thức đồng thời nhìn về phía chắc phàm ánh mắt cũng càng ngày càng sùng kính như vậy lưu đại sư vì sao cái kia đan dược phẩm giai hội dần dần hạ xuống đâu tiểu nhã hỏi tiếp đây mới là nàng muốn biết nhất đáp án dù sao cái này nhưng là quan hệ đến phân xét vô địch thuộc về gương mặt bắt giác cứng cứng lưu nhất thật một mặt lúng túng lắc đầu Ha, ha ha cái này lão phu cũng không rõ ràng. Dù sao cái này thần long dẫn thượng cổ bí thuật, lão phu cũng chỉ là tại một số sách cổ bên trong gặp qua ghi chép thôi. Còn bên trong quan trọng, chỉ sợ tại châu cũng chỉ có tống đại sư mới biết được. Bạch, chỉ một thoáng, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, tiểu nhà cũng không tự chủ được nhìn sang. Trác Phàm lông mày nhíu lại, lộ ra cái tà dị tiểu dung. Muốn biết sao? Hắc 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 thì không nói cho ngươi trừ phi ngươi quỳ xuống đất cầu ta à ngươi tiểu nhã quỳnh lên hận hận nguyết hắn một cái coi như mình lúc trước đối với hắn vô lễ đó cũng là vô tâm trí thất không còn đến một mực ghi hận đến bây giờ đi thế nhưng là chắc phàm nhưng là như thế lòng dạ hẹp hòi liếc mắt liếc lấy phía trên rất nhiều người không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lão tử thì một chữ không nói tư thế dù sao bây giờ sự thật bày ở trước mắt lão tử vòng thứ hai cạnh tranh đan vô địch đã chạy không chẳng lẽ ngươi còn có thể làm mấy nhiều người như vậy mặt công báo tư thù sao Bất quá, lão tử thì không nhất định, hắc hắc hắc. Cố Nhiên, gặp chắc phàm như thế bộ dáng, trong lòng mọi người cũng mười phần muốn biết nguyên do. Sau đó cũng mặc kệ đây là Hoa Vũ lâu địa bàn, đúng là ở giờ lên quyền đầu, hướng chắc Phàm lên tiếng ủng hộ, "Cầu hắn, cầu hắn, cầu hắn!" Mọi người cùng kêu lên gào thét, thanh thế rộng rãi, âm thanh trấn toàn bộ Hoa Ngữ đường. Hoàng phủ Thanh Vân nghe lấy cái kia trấn thiên khí thế, trên mặt càng thêm âm trầm, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này chắc Phàm còn như thế có cổ tay thế mà trong khoảng thời gian ngắn liền có thể mang chúng về tư đây quả thực là cao minh nhất để vương trì thuật người này của nhiên không thể lưu hoàng phủ thanh vân trầm mắt hơi híp hung tuận đạo bên cạnh mọi người ao ao gật đầu lưu nhất thật thấy tình cảnh này lại không nghĩ nhiều như vậy chỉ là cười lắc đầu vị này tống đại sư thật đúng là tinh nghịch à ha 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 nhóm âm thanh liên tiếp tất cả đều ngậm lấy quỳ xuống khẩu hiệu tiểu nhã tức giận đến sắp khóc ly ra thế nhưng là nhìn về phía chắc phàm chỗ đó chắc phàm lại như cũ thờ ơ tự ở trước lò luyện đan trong mắt chỉ có lạnh lùng Tựa hồ hôm nay, nhất định muốn nàng quỳ xuống nhận lầm mới bằng lòng dừng tay. Rơi vào đường cùng, tiểu nhã đành phải chịu đựng khuất nhục nước mắt. Tinh tế hai chân không tự giác cùi xuống tới. Thế nhưng là, còn không đợi nàng quỳ xuống đất. Một tiếng giận giữ địa đại uống lại là đột nhiên từ lầu trên sàn chính chuyển đến. Tống Ngọc, nói đầy đủ đi. Chắc phàm giật mình, nhìn về phía thanh âm chuyển đến chỗ. Lại chính gặp sở khuynh thành chính trợn mắt nhìn hướng hắn bất đắc sĩ biểu môi chắc phàm làm cho sở khuynh thành cái mặt mũi hướng tiểu nhã phất phất tay nói Tinh toán ta chỉ làm mở cái trò đùa thôi ngươi thấy ta giống là như thể nhận tâm người sao giống tiểu nhã trong lòng mặc niệm lại không dám nói ra ngược lại cảm kích nhìn trên lầu sở khuynh thành liếc một chút thực bổn công tử sở dĩ sẽ dùng như thế bí thuật còn muốn cản tạ độc thủ dược vương nghiêm trưởng láo cái kia không cẩn thận tung tuế đến ta trong dược thanh mắng vải dịch đâu như là đã buông tha tiểu nhã chắc phàm liền bắt đầu giảng thuật thế nhưng là vừa mở miệng liền đen đầu mâu nhắm ngay độc thủ dược vương mà mọi người nghe đến vị này tống đại sư muốn giảng thượng cổ luyện đan bí thuật cũng toàn đều ăn tĩnh lại cẩn thận lắng nghe tống đại sư cái này là ý gì còn tại quái lão phu vô tâm chi thất sao độc thủ dược vương trắng mắt hơi híp lạnh lùng nói chậm dài khoát khoát tay chắc phàm cười lắc lắc đầu làm sao lại thế ta là tại cảm tạ ngươi thần long dẫn cái này bí thuật ta có cái long chữ thuốc kia bên trong tất nhiên muốn dẫn có cùng long có quan hệ dược tài mà ôn dương đan bản thân dược tài bên trong cũng không loại này dược vật mà mãng vì tiểu long cũng là bởi vì người tung tuế nhập ta trong dược thanh mãng vải dịch mới khiến cho ta có thi triển bí thuật thuốc dẫn thế nhưng là mãng vì âm tính dược vật cái này ôn dương đan toàn là dương tính dược tài còn về sau tống đại sư luyện thành long dương đan cũng tất cả đều là chỉ dương dược tính lão phu cũng không có phát giác bên trong có bất kỳ một chút âm khí độc thủ dược vương mí mắt run run song quyền bắt giác chăm chủ nắm lại ta dị cười một tiếng chắc phàm khinh thường nói thượng cổ bí thuật sao có thể để các ngươi có thể lý giải âm dương mặc dù tương khắc nhưng cũng cộng sinh có thể tương thanh mãng lân dịch loại này âm vật chuyển hóa làm trí dương thuốc dẫn thì tất cả đều dựa vào lão tử cái này ngâm đồng tử nước tiểu vỗ nhẹ nhẹ đập chính mình cái bụng chắc phàm cười to lên nước tiểu vì nước vốn là âm vật nhưng đồng tử vì dương lại dương khí không ngừng lão tử dùng đồng tử nước tiểu chuyển âm thành dương hóa rắn thành rồng không chỉ có đem chọn lô dược tài dược tính toàn bộ để luyện ra hơn nữa còn thêm vào trí dương trí cương long khí cho nên mới có thể đem nhị phẩm dược tài tăng lên đến ngũ phẩm đan Thế nhưng là tại đan mở về sau, chẳng những dược lực bay hơi, liên long khí đều đi theo tiết lộ. Tự nhiên theo ngũ phẩm vừa giảm xuống. Nghe được lời này, mọi người mới tất cả đều rõ ràng. Không khỏi càng làm sâu sắc sâu bội phục trác phàm luyện đan bí thuật chi kỳ diệu. Cho dù là độc thủ dược vương, cũng không nhịn được hung hăng vỗ vỗ tay. Tâm phục khẩu phục gật đầu. Tống đại sư của nhiên luyện đan thuật thiên hạ vô song. Lão phu thừa nhận lượt này cạnh tranh đan thua, mà lại tâm phục khẩu phục. Bất quá, Tống đại sư lại có cái tiên thiên thể yếu, vòng tiếp theo lão phu tất thắng nói đến đây độc thủ dực vương trong mắt lóe lên một vệt trần trụ sát ý chắc phàm nhếch miệng cười một tiếng không sợ chút nào giữa hai người căm thù tại chỗ tất cả mọi người liền xem như người mù cũng tất cả đều nhìn ra gồm đa nương ở một bên nhìn lấy trở nên kích động bởi vì nàng cũng không nghĩ tới chắc phàm thế mà có thể thật làm cho độc thủ dược vương mở miệng nhận thua kẻ này ngày sau thành tử tất bất khả hạn lượng thế nhưng là rất nhanh trong mắt nàng cũng lấy qua một vệt ưu sầu bởi vì độc thủ dược vương trong miệng chỗ nói chắc phàm tiên thiên thể yếu nàng cũng đã nhìn ra như thế tiếp tục nữa cho dù chắc phàm luyện đan thuật thiên hạ vô địch cũng như cô đánh không lại độc thủ dược vương Bất đắc sĩ thở dài gồm đan nương trong lòng suy nghĩ giải quyết con đường không thể để cho như thế một cái đại thanh niên tốt cứ như vậy bị hủy diệt đúng lúc này tiểu nhã thanh âm vang lên lần nữa Lượt này cạnh tranh đan, tổng cộng lọt vào 39 người, bỏ quyền 11 người. Vô địch vẫn là Tống Ngọc Tống Đại Sư, vị thứ hai độc thủ dực vương nghiêm trưởng lão. Tiểu nhã thanh âm tại tất cả mọi người mà thôi phía trước lay động, nhưng là mọi người không hiểu là vì sao có nhiều người như vậy bỏ quyền. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, từ khi kiến thức đến chắc phàm luyện đan thuật về sau. Không ít người cũng đã tự tin mặc cảm, tự tin sớm đã sụp đổ. Mà một cái luyện đan sư, liên tự tin đều không có, chỗ nào còn có thể luyện ra một viên thuốc đến. Quá tốt, chúng ta lại thắng một cục lầu trên sàn chính mẫu đàn lâu chủ hưng phấn mà kêu to lên nhìn về phía sở khuynh thành hai người các nàng trên mặt đồng dạng lộ ra mừng giữa khuôn mặt cái này tống ngọc tuy là giả nhưng là cái này một thân luyện đan kỳ thuật lại là thật sự lợi hại nếu không phải hắn độc thủ dược vương chỉ sợ sớm đã một đường hát vang tiến mạnh chiều cứ tiếp như thế bầu trời kia đệ nhất luyện đan sư nghiêm tùng có lẽ thực sẽ có bại trận một khắc đồng thiên bá nhìn lấy ba người nữ nhân này cao hứng bừng mừng bộ dáng trần chờ một chút trịnh trọng nói sở lâu chủ tha thứ tại hạ mạo muội tại hạ đã hoàn toàn có thể xác định người kia tuyệt không phải ta cái kia tống ngọc hiền đệ thực không dám giấu diếm ta cùng cái kia tống ngọc hiền đệ chính là anh em đồng hao huỳnh đệ hắn như thế nào lại là đồng tử chi thân hắn có phải hay không tống ngọc lại có quan hệ gì thế mà sở khuynh thành ba người còn chưa mở miệng tiếu đan đan đã là vội vã nhảy ra bảo chỉ nói dù sao không cần biết hắn là ai đều là bản cô nương phu quân sở khuynh thành ba người liếc nhau cũng hơi gật gật đầu sở khuynh thành càng là khẽ cười một tiếng thản nhiên nói Đồng Thiên Bá, vừa mới người nhất định là bị trong mắt của hắn sát ý dọa phát sợ, mới không nghe thấy chúng ta mấy cái người nói chuyện. Thực Tạ công tử sớm đã nói do, người kia là hắn bằng hữu, cũng không phải là Tống Ngọc. Đã như vậy, vậy ta Tống Ngọc hiền đệ đâu? Đó còn cần phải nói á, khẳng định là bị hắn làm thịt. Nếu không, hắn làm sao lại như thế không cố kỵ gì mà giả mạo tiểu tử kia, chạy đến nơi đây đến. Lúc này, Tạ Thiên Dương cười lớn một tiếng, vô vô Đồng Thiên Bá bả vai tiếp lấy vừa nhìn về phía sở khuynh thành một mặt kính để nói đại tẩu thật sự là ngự phu có thuật à về sau tiểu tử kia thì toàn bộ nhờ ngài không chế nhưng là tuyệt đối đừng lại thả hắn ra hại người càng là tiểu đệ gương mặt bắt giác một đỏ sở khuynh thành cáo giận nói tạ công tử ngươi ngươi đang nói bậy bạ gì đó không có a à, ta không có nói quàng bất giác nháy mắt mấy cái tạ thiên dương mười phần chân thành nói tiểu tử kia thế nhưng là luôn luôn có thủ tất bào bụng dạ hẹp hòi cực kỳ người khác đánh hắn nhất quyền hắn tất mười đao chặt trở về nhưng là là vừa vặn ngài một câu liên để tiểu tử kia từ bỏ gây hắn suy nghĩ có thể thấy được đại tẩu trong lòng hắn phân lượng cũng chỉ có ngài mới có thể để cho hắn về sau thiếu tạo điểm giác nhiệt đối huynh đệ ta cũng tốt một chút gương mặt bắt giác càng thêm đỏ bừng sở khuynh thành có chút nhân nhó khẽ vuốt cầm nhưng là nhưng trong lòng thì sẽ qua một đạo ngọt ngào hắn thật đáng sợ như thế sở khuynh thành trầm ngâm một trận nhìn về phía tạ thiên dương mi đầu không khỏi lắc một cái tạ thiên dương quay đầu cùng long cửu bọn họ liếc nhau tiếp lấy mọi người đúng là cùng nhau gật gật đầu mà lại trong ánh mắt đều không ngoại lệ tất cả đều tràn ngập thật sâu kiên kỵ thật dài phun ra một ngụm chọc khí sở khuynh thành khóe miệng lộ ra hài lòng nụ cười nếu là như vậy người đáng sợ nguyện ý vì nàng mà thay đổi như vậy đối nàng tâm hẳn là thật ta lý tưởng phu quân là cái giống khuynh thiên như thế nguyện ý dùng hết tánh mạng toàn lực vì ta nỗ lực cái thế anh hùng Xem ra hôm nay, ta tìm tới. Sở khuyên thành thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhìn về phía chắc phạm ánh mắt. Sơn đã không đơn thuần là ôn nhu, càng nhiều hơn rất nhiều tình cảm. Oanh, sườn đông ghế khách quý, hoang phủ thanh vân nhất trường bỗng nhiên đập ở bên cạnh trên bàn đá. Nguyên bản đã khắp nơi dạn nứt bàn đá, lần này triệt để hóa thành vỡ nát. Bên cạnh mọi người trong lòng cả kinh, cùng nhau thân thể lắc một cái, không tự giác lui về phía sau một bước. Vòng thứ hai cạnh tranh đan lại thua, mà lại lần này thua, liền nghiêm não chính mình cũng thừa nhận tâm phục khẩu phục. Các ngươi nói, hắn còn có cơ hội, quang minh chính đại cầm tới bồ đề tu căn. Cùng tiểu tử kia đầu sao? Hoàng Phủ Thanh vẫn ánh mắt bất giác mị mị, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tất cả mọi người không khỏi tất cả đều ngậm miệng lại, không dám phát ra một tia tiếng vang. Lâm Tử Thiên có người đi loanh quanh, trong lòng nhất động, án đạo đây chính là một cái vuốt mong ngựa cơ hội tốt à. Sau đó đuổi bước lên phía trước, khuyên lơn. Nhị công tử lại mặc tâm gốc nghiêm trưởng lão thế nhưng là danh xưng thiên vũ đệ nhất luyện đan sư, độc thủ dực vương. Chỉ là nhất thời lơ là sơ xuất, thua một hai cục, cũng không có gì đáng ngại tin tưởng lão nhân gia ông ta tiếp đó nhất định sẽ có đối sách lâm từ thiên câu nói này cùng lúc trước u minh cốc ngũ trưởng lão nói đại khái đồng dạng đều là sát thành bại vinh nhục tất cả đều đầy đến nghiêm tùng một người trên đầu cùng mình không có chút nào quan hệ đáng tiếc là mỗi thời mỗi khác mi đầu nhịn không được mà run lên dốc hết ra hoàng phủ thanh vân phẳng phát là cứng ép bè xuống trong lòng nộ khí cười lạnh thành tiếng ô xem ra lâm trưởng lão đối nhiên trưởng lão rất coi trọng à như vậy nếu là hắn lại bại lời nói bổn công tử liền lấy ngươi là hỏi đi được ếch á à, chỉ một thoáng lâm tử thiên mắt trợn tròn cái này cái này cùng vừa mới người đời cái kia ngũ trưởng lão thái độ làm sao hoàn toàn không giống mà ngũ trưởng lão lúc này thì sớm đã nhịn không được cười lên lộ ra mỉa mai nụ cười cánh rừng này trời mặc dù là cái cỏ đầu tường nhưng mà cái dám công phu thật sự là không được tốt lắm dập khuôn lão phu vừa mới lời nói không có chút nào ý mới đã rơi xuống hạ phong hai lần này tới lần khác liền vuốt móng ngựa điểm vào cũng tìm không tốt lúc trước hoàng phủ thanh vân chính coi trọng cái kia nghiêm tùng lão nhi ngươi tận lực tôn sùng lão gia hỏa kia tự nhiên bị hắn yêu thích nhưng là bây giờ lão nhi kia đã hai lần bị thua hoàng phủ thanh vân chính tức giận hắn hành sự bất lực ngươi còn đẩy ra sùng hắn không chính đụng vào hắn trên họng súng á hắc 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 vô mong ngựa xu nịnh đây cũng là môn kỹ thuật sống ngươi căn này có đầu tường Còn phải lại luyện nhiều một chút ta à? mũ trưởng lão trong lòng cười như điên không ngừng lâm tử thiên cũng đã nhanh muốn khóc lên làm sao không may luôn luôn ta đinh đột nhiên một tiếng thanh thúy lục lạc tiếng vang lên bổn trang vòng thứ ba cạnh tranh đan mở màn chính thức kéo ra phòng nhã liếc nhìn một chút tại chỗ đã không đến 40 vị luyện đan sư tiểu nhã trầm ngâm một trận lớn tiếng nói lần này cạnh tranh đan vòng thứ ba cạnh tranh đan đề mục là thủ pháp luyện đan lời vừa nói ra tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía thân ở vị thứ nhất luyện đan đại sư chắc phàm từ khi vừa mới chắc phàm độ hai tay luyện đan tuyệt kỹ về sau tại chỗ tất cả mọi người minh bạch luận thủ pháp luyện đan ai có thể hơn được vị này người mang thượng cổ bí thuật tống đại sư a trong lúc nhất thời có người lắc đầu thở dài có người phiền muộn nhìn lên trời tựa hồ đã không có quyết thắng khát vọng chỉ có cái kia bài danh mời vị trí đầu luyện đan đại sư trên khuôn mặt vẫn như cu giếng cổ không gợn sóng bởi vì bọn hắn tâm lý đều rõ ràng Luyện đan kỹ nghệ mặc dù là phán định luyện đan thuật một cái nhân tố trọng yếu, nhưng là luyện đan cũng không chỉ là kỹ nghệ đơn giản như vậy, mà dựa theo trước hai bánh cạnh tranh đan, trong lòng bọn họ minh bạch, cái này luyện đan đề mục hội càng ngày càng khó khăn, đan dược phẩm dài cũng sẽ càng ngày càng cao, mà đây cũng là chắc phản tử huyệt, bọn họ một mực chờ đợi, cũng là cái này lật bàn cơ hội, trong mắt bọn hắn, chắc phản thật là từ xưa đến nay chưa hề có luyện đan quỷ tài, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào làm đến có thể thoát khỏi cái này trói buộc luyện đan thuật ràng một cấp độ cái này vòng thứ ba cạnh tranh đan cần các vị đại sư luyện chế ngũ phẩm linh đan tiểu nhã trầm ngâm một trận tuyên bố lời vừa nói ra chắc phàm mi đầu không tự giác nhăn nhăn còn lại cái kia bài danh mới vị trí đầu luyện đan sư lại tất cả đều lộ ra của là thế khuôn mặt riêng là độc thủ dược vương càng là tại tiểu nhã vừa dứt lời trong tích tắc liền khiêu khích nhìn chắc phàm liếc một chút lộ ra một vệt âm hiểm cười lần này luyện chế ngũ phẩm linh đan so là tốc độ tốc độ càng nhanh chứng minh thủ pháp càng thành thạo người nào trước luyện thành lên lọt vào sau cùng đan vương trận chung kết hiện tại bắt đầu tiểu nhã vừa dứt lời tất cả mọi người liền tất cả đều dấy lên trong tay nguyên lực chi hòa đại bộ phận đều đã bắt đầu không thể không mượn dùng lô đỉnh nhưng chỉ có độc thủ dược vương gốm đan nương hai người còn vẫn tại trong tay luyện đan đủ thấy hai người luyện đan công lực sớm tại mọi người phía trên mà bị tất cả mọi người nhất trí coi trọng trắc phàm lại là kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ bất động trên mặt mang một tia làm sao cũng khu trục không đi ngừng trọng không tốt tiểu tử này gặp phải cửa ải khó lầu trên sàn chính, long cửu chỉ có một con mắt, không khỏi có lại có lại, vội la lên. Bọn người người thì là vội vàng nhìn về phía hắn, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Riêng là mẫu đơn lầu chủ, là cái tính tình nóng này, càng là tính nôn nóng, nhịn không được hỏi. Cửu thúc, làm sao, tiểu tử kia lúc trước không phải một mực không ai địch nổi à? Làm sao hiện tại bắt động? Nhìn chăm chăm phía dưới chắc phàm trầm tư như bàn thạch bóng người, long cửu thật dài thở dài. Ai? Bởi vì tiểu tử này, gặp phải hắn luyện đan tử huyệt. Tử huyệt, không sai bình tĩnh gật đầu long cửu nghiêm túc nói tiểu tử này lúc trước sở dĩ có thể thắng liền đông đảo luyện đan đại sư hai ván thậm chí để cái kia độc thủ dược vương đều cam bái hạ phong hoàn toàn cũng là ỷ vào một tay thông thiên triệt địa luyện đan bí thuật thế nhưng là quyết định luyện đan thuật cao thấp lại có ba cái nhân tố tu vi hỏa diễm cùng luyện đan ký pháp tu vi quyết định luyện đan sư đối với hỏa diễm tiếp tục phát ra hỏa diễm quyết định đối dược tài luyện hóa mà luyện đàn kỹ pháp chính là luyện chế phẩm cấp cao đan dược tất yếu thủ đoạn thế nhưng là nói đến đây long cử trầm ngâm một trận cắn răng nói tiểu tử này luyện đàn ký pháp xác thực đã là kỳ ác quân hùng không người có thể so nhưng là chúng ta chỉ thấy hắn trói mắt nhất một mặt lại là không chú ý hắn trong tay hỏa diễm chẳng qua là bình thường nhất nguyên lực chi hỏa mà mấu chốt nhất cũng là hắn lớn nhất từ huyệt là hắn tu vi chỉ là đoán cốt nhị trọng cảnh á dạng này tu vi đổi lại người bình thường cũng bất quá vừa mới có thể trở thành tam phẩm luyện đan sư mà thôi hắn lại có thể sử dụng nhị phẩm dược tài cưỡng ép đề cao đến tiếp cận ngũ phẩm đan dược cấp độ cái này đã là hắn cực hạ hiện tại để hắn cùng nhiều như vậy luyện đan đại sư cạnh tranh đan lấy ngũ phẩm dược tài luyện chế đan dược hắn hỏa diễm không đủ tu vi không đủ lao phu có thể kết luận đến lúc đó dược tài còn chưa hoàn toàn luyện hóa hắn liền đã nguyên lực không đủ mà bại luyện chế phẩm cấp cao dược tài thế nhưng là cùng lúc trước luyện chế những cái kia phẩm cấp thất thực tài không thể so sánh nổi nghe được lời này tất cả mọi người bất giác giật mình sau đó lại lần nhìn về phía dưới trận cái kia tựa hồ thật vô kế khả thi chắc phàm lại là đều toát ra một mảnh buồn bã sắc sư phụ phu quân hắn thua có phải là thật hay không muốn rơi đầu xin ngài mau cứu hắn đi tiếu đan đang càng là gấp nhìn về phía mẫu đoan lâu chủ không khỏi mỉm cười cười một tiếng long cừu bọn người liếc nhìn nhau lại là cũng không nóng này Chắc phan tiểu tử này cũng không phải một cái tuy tiện đem đầu giao cho người khác chủ. Hắn không cầm khắc đầu người, liền đã rất không tệ. huống hồ, coi như hắn thua, cũng bất quá là trở về đến hắn nguyên bản kế hoạch. Giết người đoạt thuốc, lại có cái gì nếu không? Thế mà, bọn họ tuyệt sẽ không nghĩ tới. Lần này cạnh tranh đan đối chắc phan tầm quan trọng. Hắn tuyệt đối không thể lấy thua. Bởi vì quan hệ này đến hắn có thể hay không còn sở khuynh thành nhân tình vấn đề. Một cái lạc gia đã đem hắn mệt đến bốn phía bôn ba. Hắn cũng không muốn lại kéo một cái sở khuynh thành cùng hoa vũ lâu. Ánh mắt khẽ hít một cái, chắc phàm trong lòng suy nghĩ, phải chăng cái kia tể ra cái kia thần bí thanh viêm? Thần bí thanh viêm là chắc phàm từ vạn thú sơn mạch bên trong, từ một vị cao thủ thần bí vị trí. Uy lực mạnh, lấy hắn hiện tại năng lực, thường không có thể phát huy một phần vạn. Nhưng là hắn có thể kết luận, cái này thanh viên cho dù đạt ở thánh vức chỗ đó, cũng là thuộc về truyền thuyết bên trong tồn tại. Chỉ là hiển lộ một phần vạn uy năng, cũng đã có thể trợ hắn luyện ra phẩm cấp cao đan dược có điều thật sâu hút khẩu khí chắc phàm nước mắt nhìn về phía cái kia bài danh mười vị trí đầu luyện đang cao thủ chỉ gặp bọn họ từng cái đi bộ nhàn nhã địa luyện hóa thủ trung dược tài riêng là cái kia độc thủ dực vương gồm đan nương cùng nghiêm phục ba người trừ nhẹ nhàng như thường khuôn mặt bên ngoài trong mắt chỗ sâu còn kèm theo một tia thâm thủy ánh sáng rất hiển nhiên bọn họ đáy lòng nhất định còn giữ lấy đòn sát thủ cuối cùng cho một vòng cuối cùng đan vương quyết thắng lúc sử xuất tương ứng thanh viêm cũng là chắc phàm cuối cùng đòn sát thủ nếu là sớm công bố khó tránh khỏi sẽ bị cái này độc thủ dược vương nhằm vào vẫn là che giấu chờ sau cùng trận chung kết sùng đi không gì hơn cái này vừa đến có thể sử dụng thủ đoạn cũng chỉ có một chiêu kia tuy nhiên so sánh mạo hiểm bác đắc sĩ sờ mũi một cái chắc phàm thật dài phun ra một mụn chọc khí cuối cùng bắt đầu động mà theo hắn hành động trên trận tất cả ánh mắt cũng tất cả đều đồng loạt chuyển hướng hắn mọi người đều muốn gặp lại biết một phen vị này nhiều lần sử xuất kinh thiên luyện đan thuật thiên tài luyện đan đại sư lại sẽ có như thế nào khi người hành động vĩ đại xuất hiện Thế nhưng là, tại tất cả mọi người chăm chú ánh mắt nhìn soi mói, chắc phàm lại chỉ là như người thường đồng dạng ngón tay một túm, một đạo đỏ thẫm nguyên lực chi hỏa liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay, đón lấy, chắc phàm ngón tay gảy liên tục, từng kiện từng kiện ngũ phẩm rực tài liền cùng nhau bay vào liệt diễm bên trong, không có lúc trước như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần luyện đan thuật, càng không có giống vòng thứ hai cạnh tranh đá lúc ngay từ đầu lúc loại kia, trong nháy mắt đem tất cả dược tài luyện hóa tuyệt kỹ xuất hiện, chắc phàm cũng là giống như vậy người bình thường đồng dạng địa luyện đan mà lại, so với những cái kia hắn luyện đan đại sư nhóm tới nói trong tay hắn hỏa diễm thậm chí còn càng yếu một ít những cái kia ngũ phẩm dược tài tại hắn trong ngọn lửa dường như lão ngưu kéo vỡ xe đồng dạng nửa ngày mới có thể luyện hóa ra như vậy một dược dịch tới cùng lúc trước kinh hại thế tục so sánh lúc này chắc phàm luyện đan cũng không chỉ là phổ thông mà thôi cũng có thể nói thành là kém cỏi cơ hồ hiện tại trên trận chỗ tồn tại tất cả luyện đan sư luyện đan thuật tựa hồ cũng còn mạnh hơn hắn lớn như thế chênh lệch để tại chỗ tất cả mọi người tâm cũng không khỏi đến nặng nề bọn họ tựa hồ ngay tại chứng kiến một trận màn vạn năm khó gặp một thiên tài luyện đan sư chính từ đỉnh phong rơi vào trần thế một màn bài danh mời vị trí đầu cái kia mới tên luyện đan sư cùng nhau hướng chắc phàm phương hướng nhìn một chút có tiếc hận có bất đắc dĩ nhưng đại đa số người lại là lộ ra một tia đắc ý âm hiểm cười tiểu tử này từ huyệt trung quy là tại cái này vòng thứ ba nổi bật đi ra mà tại trận này trận âm trong lúc cười chắc phàm đứng tại đệ nhất luyện đan trên đài bóng lưng lại là lộ ra càng tiêu điều lên tựa hồ cũng ý thức được chắc phàm cùng trước hai bánh cạnh tranh đàn lúc một trời một vực chẳng những không có cái kia kinh diễm luyện đan thuật tơ hồ lên bản thân cuồng ngạo đều thu luyện rất nhiều tiểu nhã bất giác có chút không hiểu lần đầu tại nhiều luyện đan sư luyện đan lúc hình như có ý giống như không có ý mà hỏi thăm anh thật không biết tống đại sư lần này làm sao Tựa hồ cùng lúc chưa khác biệt á à? hắc 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 đó là đương nhiên cười lạnh độc thủ dược vương một bên luyện đan một bên nhìn có chút hả hê nói hắn luyện đan thuật chạy tới đâu không bao giờ còn có thể có thể luyện ra tốt đan mi đầu bắt giác vẩy một cái tiểu nhã kỳ quái nói nghiêm lão cái này là ý gì cung hẳn mấy tên luyện đan sư liếc nhau mọi người đều là thoải mái cười to lên lão phu ý lạ hắn chỉ có thể luyện chế cấp thấp đan dược căn bản luyện không cao gia linh đan gặp tiểu nhà vẫn là không hiểu độc thủ dược vương ngược lại hết sức vui vẻ tiếp tục giải thích luyện đan bình thường chia làm văn võ lửa cấp thấp đan dược dược tài so sánh dễ dàng luyện hóa đông dạng lấy nhu và lửa nhỏ làm chủ bạo liên lửa to ngược lại dễ dàng đem dược tài thiêu hủy nhưng là tại luyện chế phẩm cấp cao dược tài lúc lại là dùng võ lửa làm chủ lửa nhỏ đã không đủ luyện hóa bọn họ thế nhưng là tiểu tử này tu vi không đủ, căn bản là không có cách thời gian dài chống đỡ bạo liệt lửa to, cho nên hắn căn bản không có cách nào luyện chế ngũ phẩm trở lên linh đan. độc thủ dực vương tà cười một tiếng, ngược lại nhìn về phía chắc phàm khiêu khích nói, đây chính là người tử huyệt, ngươi nói đúng á, tiểu tử. không để ý đến hắn, chắc phàm trên mặt giếng cổ không gợn sóng, vẫn tại chuyên chú vào chính mình luyện đan lên. thế nhưng là vừa mới tống đại sư không phải luyện chế ra ngũ phẩm long dương đan sao? tiểu nhã giật mình hỏi khinh thường lắc đầu độc thủ dược vương thả nhiên nói cái kia long dương đan là đem nhị phẩm đan dược lực cưỡng ép tinh luyện đến ngũ phẩm không thể tính toán chân chính ngũ phẩm linh đan nhưng là cái này thủ pháp luyện đan lão phu thừa nhận thật là hiềm thấy trên đời nếu là hắn có thể luyện chế ngũ phẩm đan lời nói đoán chừng có thể đem đan dược sách đến thất phẩm trình độ đáng tiếc hắc 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 nghe được lời này tại chỗ tất cả mọi người bất giác có chút tiếc rẻ ai thán một tiếng nhìn lấy cái kia có chút hiệu quạnh nhưng vẫn tại kiên trì luyện đan bóng người trong lòng mọi người không lý do châu đúng là cảm thấy một cố không hiểu bi thương chẳng biết lúc nào tại cả chàng mấy ngàn luyện đan sư bên trong trong mắt mọi người đã chỉ có chắc phàm một người mọi người hội theo chắc phàm lần lượt thần kỳ kỹ luyện đan thuật mà hưng phấn không thôi kinh dị không tên lúc này cũng sẽ theo hắn cô tịch mà cảm thấy không hiểu cực kỳ bi ai ngược lại độc thủ dực vương như cái kia luyện đan đại sư lúc này bỏ đá xuống giếng cùng đố kỵ người tài lại là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy dị thương phản cảm Tống Đại Sư, cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Không biết là ai, cũng không biết từ nơi nào, phát ra một câu đối chắc phàm cố lên âm thanh. Ngay sau đó, toàn bộ trong hội trường quần tình sục sôi, khắp nơi đều chuyển ra cố lên cổ vũ thanh âm. Tống Đại Sư, ngươi là hay nhất. Tống Đại Sư, chúng ta yêu ngươi. Tống Đại Sư, ta, ta muốn cho ngươi sinh con. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hòa vũ trong nội đường, trong ngày mắt vỡ tổ giống như tiếng người huyên náo. Tạ Thiên Dương bọn người nghe lấy cái này từng lớp từng lớp âm thanh sóng chiều động đã là hoàn toàn mắt trợn tròn. Tiểu tử này chỉ bất quá luyện cái đan mà thôi, làm sao lại chiêu đến nhiều như vậy người chống đỡ. Thế mà còn có người ô nào nháo cho hắn sinh con khỉ, lão tử đường đường kiếm hầu phủ công tử. Làm sao lại không người nào nguyện ý vì lão tử làm chuyện này á? À? Chậm rãi xoay người lại, chắc phàm hơi hơi với tay. Chỉ là một chút, giơ sân liền trong ngày mắt yên tĩnh, mạnh như thế lực thu hút, cho dù là bảy thế gia các đại trưởng lão, cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Chư vị, đa tạ các người chống đỡ, chắc phàm sắc mặt trang nghiêm, đúng là ít có lộ ra thành khẩn trí sắc tại hạ một giới tam lưu gia tộc con cháu có thể đi tới nơi này hoa vũ đường đen suốt đời sở học biểu diễn ra để mọi người đều biết đã tâm nguyện đã chết mà không oán luyện đan một đường nhưng luyện tâm cảnh ta tâm đệ nhất chính là đệ nhất chỉ mời chư vị nhìn ta luyện hết cái này sau cùng một viên thuốc như vậy tại hạ tuy bại nhưng vinh vừa mới nói xong chắc phản sai người lần nữa cố gắng luyện hóa trong tay với hắn mà nói là gian nan như vậy ngũ phẩm rực tài nhưng là nhìn lấy hắn sau lưng món kia nhất tan khuynh thiên áo choàng Tại chỗ tất cả mọi người lại sớm đã là lệ quang phun trào. Hắn, sớm đã không chỉ là một cái luyện đan dưới kỳ tài, càng là một cái vì luyện đan mà quyết trí thì không đổi, truy cầu cả đời anh hùng. Không giống như là độc thủ dược vương bọn họ như thế, tại luyện đan thuật lên lục đục với nhau. Hắn tâm lý, chỉ có luyện ra tâm bên trong thiên hạ để nhất. Đây là cỡ nào thuần khiết tâm, rộng rãi rừng nào lòng dạ. Tống đại sư, mày rất mực khiên tốn, xin nhận tất cả chúng ta cùi đâu. Lúc trước đào thải những luyện đan sư kia nhóm, nhìn đến chắc phẩm biết rõ chính mình đã không địch lại, như cố tại kiên trì luyện chế bất giác tâm sinh ra sự kính trọng riêng là những cái kia lúc trước tự động bỏ quyền người càng là tự ti mặc cảm đối chắc phàm kính ý cũng càng thêm sâu nặng xuyên đông ghế khách quý ở giữa hoàng phủ thanh vân bọn người cười to lên coi như hắn gây nên nhiều người như vậy đồng tình tại bảy thế gia trước mặt cũng cứu không mạng hắn chẳng lẽ những thứ này tam lưu nhân vật con dám phản kháng đế vương môn cầm đầu bảy thế gia sao lâu trên sàn chính sở khuynh thành trong lòng ba người tuy nhiên biết rõ là già nhưng hai cái trong mắt cũng đã phát hồng chắc phàm cái này bi thương bóng người đúng như bi tráng anh hùng đồng dạng xúc động nữ nhân trong lòng mềm mại nhất một khối tiếu đan đan thì càng là khóc ao ào tựa hồ thật sự cho rằng đây là chắc phàm nâm trung gì ngôn nhìn lấy đây hết thảy tạ thiên dương bất đắc sĩ bĩu môi tiểu tử này thật làm lại tại trang bức thế nhưng là hẳn nhưng là tuyệt đối đừng giống vừa mới một dạng trang bức trang quá đầu bị người ta âm một thanh hắc 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 tiểu tử này tinh rất đông dạng thua thiệt làm sao có thể ăn hai lần Long Cửu từ chối cho ý kiến lắc đầu, cười nói. Lấy lão phu nhìn, tiểu tử này đột nhiên thái độ khác thường, nhất định có cái gì mục đích. Có thể có cái gì mục đích, cha cha đỏ vánh mắt đỏ, Long quỳ hung hăng hút hút cái mũi. Tiểu tử này quá đáng giận, không phải trêu người ta sinh khí, cũng là trêu người ta khóc. Long cửu khẽ giật mình, có chút khó hiểu nói. Tiểu quỳ, ngươi không phải cùng tiểu tử kia không hợp nhau à, làm sao còn sẽ vì hắn thút thít. Khuế miệng không khỏi một xẹp, Long quỳ oán giận nói. Người ta thật người kịch mà, không khỏi một cái lảo đảo long cửu cùng tạ thiên dương bọn người liếc nhìn nhau đều là cười khổ một tiếng bất đắc dĩ trà trà trên đầu mồ hôi lạnh ai nữ nhà á luyện đan trên đài độc thủ dược vương tay trung dược tài đã tất cả đều luyện hóa thậm chí đã bắt đầu dung hợp mà còn lại luyện đan sư cũng đã có nhiều hơn một nửa dược tài luyện hóa trở thành dược dịch nhưng là chắc phàm dược tài lại chỉ là luyện hóa một phần năm cũng chưa tới gặp tình hình này độc thủ dược vương không khỏi cười lạnh khinh miệt nói tiểu tử mang chúng về tư loại sự tình này rõ ràng không dùng coi như người cổ động lên phía dưới đám phế vật kia tới cứu ngươi bọn họ cũng không có năng lực này cho ngươi từ nơi này luyện đan đài dậy đi xuống lão phu thì quang minh chính đại muốn đầu ngươi ồ oh, vậy cũng không nhất định mi đầu hơi nhíu chắc phàm nhìn trong tay còn chưa luyện hóa những dược liệu kia hung hăng bóp trong mắt bỗng nhiên lấy qua một đạo quyết tuyệt chi sắc nhất trưởng cán khôn phốc một tiếng vang trầm phát ra một đạo khói nhẹ chậm rãi theo hàn trong lòng bàn tay phiêu tán đi ra độc thủ dược vương mí mắt bắt giác run run tiếp theo chính là cười to lên ha 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 dược tài còn không có luyện hóa liền đem hỏa diễm dập tắt một tay dược tài không được đầy đủ hủy mới là lạ người coi như muốn truyền cũng thua đẹp mắt một chút a à? chẳng lẽ đây chính là người sắp chia tay tác phẩm để lại không có nghe hắn quát kêu chắc phàm trong lòng khẩn trương song đồng chăm chú nhìn cái kia nắm lên quyền đầu chậm rãi triển khai thế nhưng là đập vào mi mắt cũng không có bất luận cái gì đan dược chỉ có đầy tay cho tàn thất bại chắc phàm trong lòng trầm xuống liếc mắt hướng độc thủ dược vương chỗ đó lết đi chỉ thấy giờ này khắc này hắn tất cả dược dịch đã dung hợp hoàn thành lập tức liền muốn đơn giản đan hình cứ theo đoàn này cái này vòng thứ ba cạnh tranh đan vô địch chứ hắn ra không còn có thể là ai khác thật sâu so hít một hơi chắc phàm trong mắt lóe lên một đạo hàn mang khuế miệng nhếch lên một cái tà dị đường cong lão bất tử đồ vật vừa mới con mẹ nó ngươi âm lão tử lần này lão tử muốn trả lại cho người gấp bội trời à đây là có chuyện gì lúc trước liền đã hoàn toàn hủy đi dược dịch đều có thể khởi từ hồi sinh tống đại sư lần này vậy mà tại ba bánh cạnh tranh trong nội đan lần thứ nhất thất bại thật chẳng lẽ như nghiêm lão trộn nói tống đại sư hắn căn bản luyện không ngũ phẩm đan sao triển lãm trên đài chắc phàm mở ra bàn tay lộ ra cái kia tối như mực cho tàn trong nhảy mắt tiểu nhã liền nhịn không được kêu to đi ra thế nhưng là nàng vừa dứt lời một đạo giống như lợi kiềm ánh mắt lại là hung hăng trừng mắt về phía nàng thinh linh đánh cái run rẩy tiểu nhã hơi có chút sợ hãi nhìn chắc phàm biết một chút nhất thời liền im lặng thế nhưng là nàng cái kia âm thanh kêu to cũng là bị tại chỗ tất cả mọi người nghe đến trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng ngăn không được chăm chú đã đồng tình lại lo âu nhìn về phía chắc phàm phương hướng lâu trên sàn chính mọi người càng là một mặt khẩn trương nhìn về phía hắn từ bách đan thịnh hội bắt đầu đến nay độc thủ dược vương một mực bị cưỡng chế một chút phách lôi khí diễm cũng một mực bị đánh áp hoàn toàn cũng là chắc phàm một tay áp chế nếu là chắc phàm thua người nào còn có thể là độc thủ dược vương đối thủ cồn đa nương giao ha ha tuy nhiên nàng là vị danh phó thức lục phẩm luyện đan sư nhưng là đáng tiếc hắn độc thủ dược vương nghiên tùng cho tới bây giờ không có nhìn thẳng nhìn qua nàng giờ này khắc này mọi người đều biết độc thủ dược vương duy nhất họa lớn trong lòng cũng là chắc phàm cái này nắm giữ thượng cổ luyện đan bí kỹ tuyệt thế thiên tài chỉ cần chắc phàm bị trừ hắn cũng là danh phó thực thiên vũ đệ nhất không người có thể địch bỗng nhiên mọi người tất cả đều một mặt hy vọng nhìn về phía chắc phàm cho dù là những cái kia ngay từ đầu tới đây chỉ là muốn tìm kiếm chút không tệ luyện đan sư hồi gia tộc người cũng không tự chủ được đem trong lòng thăng bằng khuynh hướng chắc phàm bên này một cái thiên tài như thế luyện đan sư, cũng bởi vì tu vi không đủ thua trận đấu, còn thua tánh mạng, đó thật là quá đáng tiếc. Thế nhưng là, hiện thực cũng là hiện thực, chắc phàm từ lần thứ nhất luyện đan sau khi thất bại, liền sắc mặt biến đến u ám, không nhúc nhích, tựa hồ là bị khó có thể chịu đựng đá kích giống như, đã chết để tuyệt vọng, ai đáng thương hai tử, dưới trận, đã có không ít phụ nhân, nhịn không được rủ xuống khóc lên. Độc thủ dược vương thì là cười lạnh một tiếng, không còn đi xem chắc phàm cái này đã triệt để đánh mất đấu trí thất bại giả, chuyên tâm tại luyện đan phía trên trong tay nguyên lập chi hỏa bỗng nhiên cháy hưng hực trong lửa tất cả dược dịch liền đều cấp tốc ngưng tụ hóa thành một viên thuốc hình thức ban đầu mắt thấy lại không lâu nữa độc thủ dược vương linh đan đã sắp luyện thành gồm đan nương không khỏi trong lòng khẩn trương vội và kết động thủ quyết luyện chế đáng tiếc nàng tất cả dược tài mới vừa vạn luyện hóa thành dược dịch đoán trường căn bản không kịp ngưng tụ thành đan thể cái kia độc thủ dược vương liền đã luyện chế thành công tình cảnh này vạn phần nguy cơ sở khuynh thành các nàng cũng không đói hoài tới đáng thương tại ý chí tinh thần xa suốt chắc phàm ngược lại nhìn về phía gốm đan nương cùng độc thủ dược vương hai người trên đầu chảy ra một tầng giày đặc mồ hôi trong tay càng là khẩn trương nắm lại hai cái quyền đầu ha 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 lão phu đại công cáo thành lần này cái này vòng thứ ba cạnh tranh đan vô địch cùng tiểu tử kia đầu thì đều là lão phu rốt cục gốm đan nương mới vừa vạn ngưng kết thành đan thể hình thức ban đầu độc thủ dược vương cười to đã vang lên chuyển mắt nhìn đi độc thủ dược vương trên tay liệt diễm bên trong đan hoàn đã phát ra ánh sáng ông ánh sau một khắc thì phải lập tức thành đan đã không có người có thể lại ngăn cản hắn đan vương tốc độ hư muốn đánh bại lão phu các ngươi còn sớm kể mấy trăm năm đây độc thủ dược vương hét lớn một tiếng trước đó chưa từng có hưng phần nói không dễ dàng à trước hai bánh đều bị cái kia đáng chết tiểu xúc sinh đè ép cho tới bây giờ mới có thể phát huy lão phu tránh thức bản lĩnh mắt thấy tay bên trong đan dược một hơi ở giữa liền muốn triệt để hóa thành ngũ phẩm linh đan độc thủ dược vương khóe miệng càng liệt càng mở đúng là so với hắn năm đó lần thứ nhất luyện chế thành công thất phẩm linh đan lúc còn vui vẻ hơn. Nơi xa Hoàng Phủ Thanh Vân, thấy tình cảnh này cũng là hài lòng gật đầu. Gốm đan nương hung hắng khẽ cắn môi, không cam lòng thở dài. Lâu trên sàn chính sở khuynh thành bọn người, song quyền nắm lại. Nhưng trong mắt cũng chỉ có bất đắc dĩ cùng phẫn hận. Tất cả mọi thứ, tựa hồ cũng đã hết thảy đều kết thúc, lại không cứu vãn khả năng. Độc thủ dược vương đem sẽ trở thành vòng thứ ba cạnh tranh đan vô địch. Sau cùng một lần hành động chiếm lấy hắn hoa vũ lâu trấn lâu chi bảo bồ đề tu căn. Ở giữa, lại không người có thể ngăn cản hắn. Hoa vũ lâu, tại ván này về sau, bại cục đã định, hát xì, đột nhiên, không biết là ai đánh một cái to lớn hát xì, vang vọng toàn trường. Ngay sau đó, nhưng nghe một tiếng âm ầm tiếng vang phát ra, độc thủ dược vương trong tay hỏa diễm đúng là đột nhiên nổ tung lên. Độc thủ dược vương một chút mất tập trung, ra mép lông mày trong ngáy mắt chảy đen, tính cả lấy trong tay hàn đan dược, cũng chuyện để hóa thành cho tàn. Ếch, chỉ một thoáng, tất cả mọi người ngây người, liếc nhìn nhau, đều là không rõ ràng cho lắm. Làm sao đang yên đang lành, cái này nghiêm nạo đan dược thì nổ tung hắn độc thủ dược vương thân là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư Hắn là sẽ không xuất hiện như thế sai lầm đi thân thể nhịn không được mà du lên dốc hết ra độc thủ dược vương cứng ngắc thân thể chậm rãi quay đầu đi trên mặt đã hoàn toàn bị giống như muốn ăn thịt người vẻ phẫn nộ thay thế mà hắn đang nhìn hướng địa phương lại đúng là hắn bên cạnh cách nó không xa chắc phàm vị trí theo hoàn ánh mắt nhìn mọi người lại thình lình phát hiện lúc này chắc phàm đã hoàn toàn không có lúc trước tinh thần xa suốt sắc mặt ngược lại khóe miệng bên cạnh treo một tia giả hoạt ý cười hắn rời lỗ mũi mới cũng thẳng tác rủ xuống hai đầu thanh sắc dịch nhờn không biết là cái gì Tê, hung hăng hút một chút cái mũi đem cái kia hai đầu dịch nhờn hút vào trong lỗ mũi chắc phàm rực rỡ cười xoa xoa cái mũi một mặt xin lỗi nói ha 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 không có ý tứ a à, nghiêm trưởng lão gần nhất ngẫu nhiên cảm giác phong hàn phanh 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 lời vừa nói ra tất cả mọi người trong mắt nhất thời liền nát một chỗ trên mặt hung hăng cò lại không biết nên khóc hay nên cười sau cùng chỉ có thể là giờ khóc giờ cười tống đại sư ngài lý do này tìm cũng quá kéo a à? sau cái kia độc thủ rực vương lúc trước lý do còn muốn không đừng đán a à? tu luyện chi nhân nào có cảm giác nhiễm phong hẳn đạo lý tu khí cảnh về sau thì bách mệnh bắt xâm được chứ huống chi ngài hiện tại đã là đoán quốc cảnh tu vi ngài nếu là muốn báo thù hắn cái kia liền trực tiếp trả thù không có người ngăn đón ngài nhưng là ngài cũng phải tìm tốt đi một chút lý do không phải khác coi chúng ta là ngu ngốc nhìn à Điểm này tại chỗ tất cả mọi người đã nhìn ra thì càng đừng đề cập lần này nổ tung lớn nhất người bị hại Chắc phàm chủ yếu nhằm vào độc thủ dược vương bản thân, thân thể ngăn không được rung rẩy lên, độc thủ dược vương hiển nhiên sắp bị tức điên, chỉ bắt quá lại đợi một hơi công phu, cũng liền một trong chớp mắt. Cái kia mai ngũ phẩm linh đan thì luyện chế thành công, thế nhưng là hết lần này tới lần khác ngay tại cái này lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc. Chắc phàm tiểu tử này vậy mà cho hắn ra một chiêu âm, để hắn tất cả mọi thứ đều phí công nhọc sức. Như vậy cũng tốt so là hắn tìm kiếm 50 năm mới rốt cuộc tìm được, tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo. Mắt thể lập tức liền muốn tới tay lúc, lại là đột nhiên bị người một cái búa nện thành nhão nhẹt cảm giác loại kia khoan tin thống khổ thậm chí đều có thể để trái tim của hắn dừng lại nhảy lên đến thút thít thối số tiểu tử lão phu hôm nay nhất định muốn làm thì ngươi không thể độc thủ dược vương một mực tại run rẩy mọi người đều đó có thể thấy được hắn là tại cưỡng chế trong lòng nỗ khí nhưng là đáng tiếc cuối cùng vẫn không có áp sùng tới hét lớn một tiếng toàn thân khí thế liền bỗng nhiên phóng xuất ra làm cho tại chỗ tất cả luyện đan sư hỏa diễm đều ngăn không được bắt đầu lay động hô nâng theo lấy một đạo ùn ùn kèo để uy áp mạnh mẽ độc thủ dược vương nhất trường hướng trác phàm đỉnh đầu đánh tới thế nhưng là trác phàm lại không sợ chút nào vẫn như cù dương dương tự đắc đứng tại chỗ hư một đạo bạch sắc tơ lụa bay múa mà xuống trong nháy mắt quấn lên độc thủ dược vương nhất trưởng sở khuynh thành bóng người đột nhiên xuất hiện tại trác phàm bên người trong tay tơ lụa kéo một phát liền đem cái kia thế nặng lực mạnh mẽ trưởng rời đến một bên nghiêm trưởng lão nơi này là ta hoa vũ lâu bách đan thịnh hội nếu là người muốn gây chuyện mời lập tức rời đi nơi này Sở Khuynh Thành trợn mắt nhìn, hát lớn lên tiếng, hung hăng khe cắn môi, độc thủ Dược Vương nhìn chắc phàm có Sở Khuynh Thành che chở, biết xuất thủ cũng lấy không tiện nghi gì, liền chỉ chắc phàm nổi giận nói, "Sở lâu chủ, cũng không phải lão phu muốn quấy rối, mà chính là tiểu tử này phá làm hư quy củ, nhiều loạn lão phu luyện đan trước đây, ta làm sao nhiều loạn?" Chắc phàm nông mày nhíu lại, chết không thừa nhận, giận hư một tiếng, độc thủ Dược Vương chỉ chỉ tại chỗ tất cả mọi người, quát nói, "Nơi này toàn trường trên dưới, nhiều người như vậy đều tận mắt nhìn thấy, lão phu cái kia ngũ phẩm linh đan lập tức đã sắp luyện thành cũng là bị ngươi cái kia phun một cái hát hơi cho làm cho thất bại trong gàng tấc ây ngoài ý muốn chắc phàm trầm ngâm một trận cười khẽ một tiếng ai ra ta không phải mới vừa nói a à, ta gần đây ngẫu nhiên cảm giác phong hàn thả ngươi nương cái rắm có đoán cốc cảnh cao thủ ngẫu nhiên cảm giác phong hàn sao ngươi mời đánh rắm cho phép ngươi thất phẩm luyện đan đại sư tràn ra đan dịch không cho phép lão tử ngẫu nhiên cảm giác phong hàn à chắc phàm đối chọi gay gắt không nhường chút nào. Độc thủ Dược Vương không khỏi trì trệ, lại là lùng túng nửa ngày, rốt cuộc không nói ra nửa câu tới. Nguyên lai like tiểu tử này tại chỗ này đợi lão phu đây, bất quá đây cũng là đoán cốt cảnh cao thủ cảm giác nhiễm phong hàn, cùng thất phẩm luyện đan sư lúc chế thuốc tràn ra dược dịch, đều là tuyệt không có khả năng phát sinh sự tình đã hẳn lúc trước có thể sử dụng chuyện như vậy làm lấy cớ như vậy tiểu tử này cũng đồng dạng có thể có dạng này lấy cớ đánh trả nghĩ tới đây độc thủ dược vương thật hận không thể hung ác rút chính mình hai cái to mồm lúc trước nhiều động não muốn cái ra dáng điểm lý do tốt bao nhiêu cũng tội gì bây giờ bị tiểu tử này một thanh nước mũi thì an toàn đến thê thảm như thế cấp độ thậm chí còn liền nửa chữ đều hối không miệng thật sâu hút ba bốn khẩu khí độc thủ dược vương mới miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh trở lại một đôi phát ra thăm thầm lục quang song đồng hung tợn nhìn chằm chằm chắc phàm nghiến giang nghiến lợi nói tốt tiểu tử người có gan cái kia thành nước mũi phun còn thật mẹ hắn chuẩn vừa vạn là tại lão phu sau cùng một môi lửa đem đan thể dung hợp thời điểm nếu không phải như thế ngươi cũng không có khả năng vừa vặn đem nước mũi phun đến đan thể khe hở bên trong cho nên tại linh đan tại liệt diễm nung khô phía dưới không cách nào dung hợp ngược lại nổ tung ha 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 không hổ là luyện đan kỳ tài liền hắc cái xì hơi đều mẹ hắn có thể phun chuẩn như vậy lão phu thật sự là bội phục bội phục độc thủ dược vương trong mắt sát ý giạt rào hàm răng đều nhanh cắn nát bên trong mỉa mai ngôn ngữ càng là người người đều nghe được bất quá chắc phàm lại như cũ chẳng hề để ý khoát khoát tay cười nói đâu có đâu có có lẽ là bởi vì người ta đều là số một số hai luyện đan cao thủ cho nên trong gọi u minh có loại ăn ý cũng không nhất định a à. ngươi nhìn ngươi là độc thủ dược vương ta là nhất đan khuynh thiên ngươi luyện đan lúc đêm dược dịch tràn ra ta là ngẫu nhiên cảm giác Khắc mẹ hắn lại nói ngươi ngẫu nhiên cảm giác phong hàn Thế mà, chắc phàm còn chưa nói xong, độc thủ dược vương đã cường thể đánh gãy, giận dữ hết. Lão phu, không thích nghe. Nói xong, liền quay người trở lại chính mình trên ghế ngồi, bắt đầu chuẩn bị một lần nữa luyện đan. Chắc phàm thờ ơ nhủ nhùn vai, từ chối cho ý kiến. Mà sở khuynh thành gặp độc thủ dược vương yên ổn trở về, cũng không có làm tức trở mặt. Không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhóm. Dù sao, hiện tại hoa vũ lâu đại bộ phận chiến lược tại lão gia hỏa kia trong tay. Còn có đế vương môn chờ thể ra chống đỡ, một khi vạch mặt, các nàng tất bại may mà hắn còn muốn mặt mũi không muốn người đời biết bọn họ dược vương điện vô sỉ mới không muốn đen sự tình làm lớn nếu không nghi tới đây sở khuynh thành nhìn về phía bên cạnh trác phàm con người hơi động một chút dung chỉ có hai người thanh âm nói khẽ phu quân có thể nói cho ta biết người đến tôi cùng là ai chăng thân thể bất giác chấn động trác phàm cứng ngắc nghiêng đầu lại chố mắt nhìn lầm bầm nói ngươi đều biết còn không biết khuế miệng hơi vảnh lên sở khuynh thành oán trách liếc hắn một cái chờ ngươi cho ta thành thật khai báo đây phu quân ai đừng 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 chứ khác gọi như vậy sở lâu chủ trong này có hiểu lầm ta lúc đó thật không biết ngươi là ý tứ kia chắc phàm cuốn quýt khoát khoát tay sau đó gặp cái kia độc thủ dực vương đã bắt đầu lần thứ hai luyện đan vội vàng nói sự kiện này chờ chúng ta sau này hãy nói ta đi trước đem lão gia hỏa kia đá ra đi nói xong đúng là cũng như chạy trốn chạy sở khuynh thành không khỏi sững sờ trong mắt trừ mê mang bên ngoài còn có loại nồng đậm cảm giác mất mát không phải nàng tự luyến chỉ là nàng thật cảm thấy mình vô luận là phẩm hạnh vẫn là tướng mạo, đều xem như nhất tặng tài năng xuất chúng. Bằng kinh nghiệm dị vãng, 99% nam nhân gặp nàng đều sẽ có ý nghĩ xấu. Cho dù là có như vậy một hai cái ngoài ý muốn cũng có thể hòa hợp ở chung. Làm sao cũng không đến mức đem người hoảng sợ chạy đi. Thế nhưng là chắc phàm hôm nay biểu hiện, dường như nàng là khủng long muội muốn ỉ lại vào hẳn giống như. Đúng là hận không thể chính mình có bốn cái chân. Cái này không khỏi để cho nàng cảm thấy một trận khí khổ, tiểu tử này. Làm sao lại cùng khác nam nhân không có chút nào một dạng đây? Khắc nam nhân lúc này đều đã phong lưu phóng khoáng, trở thành trong trăm khóm hoa qua. Mạnh Diệp không dính vào người tình trường lão thủ, nhưng là tiểu tử này thế mà còn bảo lưu lấy đồng tử thân. Nghĩ tới đây, Sở Khuynh Thành không khỏi gương mặt một đỏ, ngầm phi một tiếng, thầm mắng mình đây là nghĩ chỗ nào đi. Thế nhưng là, nàng tuyệt đối nghĩ không ra là, chắc phẩm sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì hắn đã từng đạt đến qua ma hoàng độ cao, tự nhiên minh bạch, mặt mũi cùng nữ nhân cũng là trở ngại một cương giả tiến lên lớn nhất chướng ngại hắn muốn một lần nữa đạp vào ma đạo đỉnh phong siêu việt ma hoàng hướng ma đế cảnh sông vào tự nhiên muốn vứt bỏ cái này hai đại trở ngại sở khuynh thành chưa có trở lại lầu trên sàn chính y nguyên đứng tại chỗ nhìn chăm chú vào cái này cho đến tận này duy nhất để cho nàng tâm động qua nam nhân một lần nữa chạy về vị thứ nhất luyện đan đài vị trí mà chắc phàm lại là đầu cũng sẽ không trong mắt chỉ có đối thắng lợi chấp nhất cùng khát vọng liếc mắt liếc liếc một chút cái này lại trở lại bên cạnh đối thủ một mất một còn độc thủ dực vương nộ khí so với lúc trước đến muốn tiêu tán không ít cười lạnh nói tiểu tử ngươi còn trở về làm gì luyện đan à? chắc phàm trong lòng nhất động âm thầm tán thưởng độc thủ dược vương không hổ là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư bị tức thành loại kia bộ dáng thế mà mấy hơi ở giữa khôi phục lại bình tĩnh phần này tâm tính thật là ít có người cùng hắc 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 luyện đan ta nhìn ngươi lại là đến cho lão phu quấy rối ngươi cũng quá đề cao chính mình lão tử cần phải quấy rối ngươi lông mày nhíu lại chắc phàm suy cười ra tiếng từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu độc thủ dược vương một bên luyện hóa tay chung dược tài một bên cười tà nói nếu không phải quấy rối ngươi còn tới có làm được cái gì lấy ngươi cái kia rùa bò một dạng luyện đan tốc độ đã không có khả năng lại có lọt vào hy vọng thì ra là thế vậy ngươi coi như ta lại là lạ tới quấy rối đi chắc phàm không ngần ngại chút nào y nguyên bình tĩnh nói nhịn không được cười lên một tiếng độc thủ dược vương khinh miệt nhìn chắc phàm biết một chút ha 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 nếu như ngươi ngay từ đầu cũng là tính toán như vậy ngược lại xác thực vẫn có thể xem là một đầu kế hay cho dù không cách nào luyện ngũ phẩm đan cũng có thể quấy dày lão phu luyện chế để cái kia gồm đan nương đoạt được đệ nhất đáng tiếc a à, ngươi tiểu tử này quá mức cuồng vọng ngay từ đầu thì khẩu suất cuồng ngôn nói cái gì bất luận kẻ nào có thể đem ngươi theo vị trí này lên đuổi xuống liền đem đầu hai tay dâng lên gồm đan nương nàng không phải người sao sợ hãi cả kinh tất cả mọi người nghe được lời này cũng không khỏi trong lòng lần nữa gấp lên đúng vậy a à, ở cái này trên trận tất cả mọi người có thể thua đều thua được chỉ có chắc phàm hắn không thể thua một khi hắn theo vô địch trên bảo tọa ngã xuống cái kia đầu hắn cũng sẽ tùy theo dọn nhà ha 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 đến thời điểm lão phu quang minh chính đại làm thịt ngươi như cô có thể yên ổn lọt và đan vương trận chung kết đến lúc đó ngươi cho rằng cái kia gồm đan nương có thể ngăn được lão phu sao độc thủ dược vương cười lớn một tiếng thoải mái đầm đìa tựa hồ vừa mới phiền muộn thoảng cái thì dọn sạch sở khuynh thành mi đầu thật sâu nhăn lại một mặt lo âu nhìn về phía chắc phàm trong mắt còn có từng tia từng tiều oán trách chỉ sắc Mấy người này muốn cùng có thể, nhưng cũng phải có phân tắc a. Lần này, bị lão gia hỏa kia bắt được tay cầm, nhưng là là rất khó mạng sống. Bắt quá điểm này, cùng Khuynh Thiên thật đúng là trong một cái mô hình khác đi ra. Sở Khuynh Thành nhìn đến là vừa yêu vừa hận, chẳng lẽ nàng muốn hai lần mất đi thân ái nhất người sao? Ngay tại luyện đan, lập tức liền muốn đại công cáo thành gốm đan nương, nghe được lời này, cũng là ngăn không được run rẩy một ra tay trưởng, chính tại luyện chế hỏa diễm vậy mà dừng lại. Lão thái bà, tiếp tục luyện người đan, dù sao ngươi không luyện thành, còn có người khác hội luyện thành. Trác Phàm nhẹ lết nàng một cái, ngược lại vừa nhìn về phía Độc Thủ Dực Vương, trong mắt thần sắc trong né mắt lạnh xuống đến. Lão gia hòa, đã lão tử nói, hội vẫn đứng tại vị trí này lên người khác, thì căn bản không có cơ hội nhúng tràn nó. Người không được, người khác cũng không được. Vừa dứt lời, Trác Phàm một tay đột nhiên bỗng nhiên giấy lên lửa nóng hừng hực, món tay búng một cái, mấy chục kiện dược tài liền nào bay vào cái kia liệt diễm bên trong. Nhìn cái này liệt diễm quy mô, lại là không thể so với Độc Thủ Dực Vương bọn họ những thứ này thiên huyền cảnh cao thủ nguyên lực chi hỏa kém nhưng là chỉ trải qua một hơi ở giữa chắc phàm cái chán liền đã xuất hiện tinh mịn mồ hôi lạnh thấy tình cảnh này độc thủ dược vương không khỏi cười to lên ha 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 số tiểu tử lấy ngươi tu vi căn bản không đủ thời gian dài duy trì mạnh như vậy hỏa diễm ngươi như thế luyện đan thuần túy là muốn chết hư cô lọ của văn lão tử cái này để ngươi xem một chút ngươi ta ở giữa tranh lệch ở nơi nào ánh mắt khẽ hít một cái chắc phàm đột nhiên hét lớn một tiếng một cái tay khác bỗng nhiên chụp về phía thiêu đốt hỏa diễm cái tay này cánh tay nhưng nghe ba một tiếng vang giòn hỏa diễm lần nữa tăng cường gấp ba trở lên chắc phàm đã là trong nháy mắt đem toàn thân nguyên lực rót vào ngọn lửa này bên trong mà cũng liền tại cái này cùng một thời khắc chắc phàm trong mắt tinh quang lấy lên bàn tay bỗng nhiên nắm lại một nắm đầm thép bỗng nhiên đem tất cả hỏa diễm cùng chung dược tài tất cả đều nắm ở trong tay chỉ là trong tích tắc công phu cái kia cao ngất tận trời ngọn lửa liền trong nháy mắt không có bóng dáng chỉ có chắc phàm cái kia gấp nắm quyền đầu đỏ bừng đỏ bừng từng tia từng tia pha trộn nhiệt khí theo quyền kia hở ra tán lộ ra cái này tất cả mọi thứ theo hỏa diễm phát lên đến giúp tài để vào lại đến đem tất cả mọi thứ giữ trong lòng bàn tay đều chẳng qua là mấy hơi bên trong mà thôi toàn bộ hành trình một mạch mà thành giữa sân đại đa số người thậm chí cũng không kịp xem rốt cục xảy ra chuyện gì liền đã kết thúc không khỏi nghi ngờ gãi gãi đầu mọi người liếc nhìn nhau nhìn về phía trên trận chắc phàm không biết hắn vừa mới đến cùng làm những gì độc thủ dược vương chăm chú nhìn hắn cái kia quyền đầu mí mắt hơi hơi run run đột nhiên bạo cười ra tiếng ha 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 lão phu cho là người muốn làm gì kết quả cùng vừa mới một dạng còn không phải đem một tay ruột tài toàn hủy từng mụn từng mụn thở mấy hơi thở hồng hộc chắc phản sắc mặt có chút tái nhợt hiển nhiên là nguyên lực hào hết hư thoát gây nên bất quá khuấy miệng của hắn lại là nhếch lên một cái trước đó chưa từng có ta dị đường cong cái kia về trong tươi cười tơ tư hồ tràn ngập vô tận tự tin lão ra hỏa lão tử lần này làm tuy nhiên một dạng nhưng là kết quả chưa hẳn một dạng khiêu khích hướng độc thủ dược vương nhìn một chút Chắc phàm đem cái kia quyền đầu dơ lên cao cao, lại từ từ mở ra. Các vị, ngũ phẩm linh đan, luyện chế hoàn thành. Chắc phàm đắt đỏ thanh âm, tại toàn trường vang vọng. Một cái lưới tỏ ra ánh sáng lung linh kim sắc đan hoàn, linh lợi trong tay hắn chuyển không ngừng. Cái kia thấm người đan hương, tia sáng chói mắt, làm cho tất cả mọi người chỉ liếc một chút, liền có thể kết luận, cái kia chính là hàng thật giá thật ngũ phẩm linh đan không thể nghi ngờ. Chỉ một thoáng, toàn trường trên dưới lại một lần sôi trào. Cái này Tống Đại Sư vừa mới đến tổ cung làm gì, làm sao lại đột nhiên thì luyện tốt một viên thuốc. Cái kia khoảng cách chắc phàm lân cận bài danh mới vị trí đầu luyện đan đại sư. Càng là ngăn không được cùng nhau kêu lên sợ hãi. Cái kia làm sao có thể, bọn họ cách gần nhất, nhìn được tự nhiên cũng rõ ràng nhất. Chắc phàm là như thế nào đem một đoàn dược tài, trong nháy mắt biến thành một viên thuốc. Bọn họ rõ ràng nhất, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, trong lòng bọn họ rung động, so với hắn người mà nói. Liên càng là tăng cường gấp trăm lần nghìn lần không ngừng như thế thần dị luyện đan thuật bọn họ đừng nói là gặp liền trước kia nghe đều chưa từng nghe qua lưu nhất thật ngày ngốc nhìn lấy chắc phàm đều nhanh quen trong tay còn luyện lấy đan dược đâu sơn đã chập mạch hắn tuy nhiên không hiểu thượng cổ bí thuật nhưng là đối thượng cổ điển tịch lại là có chỗ giải thế nhưng là coi như cái kia trong điển tịch cũng không có ghi chép qua như thế nghịch thiên bí thuật á à. chỉ là một nắm quyền công phu một cái ngũ phẩm linh đan thì ra lò mẹ hắn nếu là luyện đan biến đến dễ dàng như vậy lời nói luyện đan sư kia về sau còn có cái gì có thể kiêu ngạo tự hào Ngươi luyện một canh giờ đan, còn không người nhà luyện vài giây đồng hồ luyện đến nhiều à? Lầu trên sàn chính, long cửu mọi người cũng tất cả đều mắt trợn tròn. Thế này sao lại là luyện đan? Cổ thực cũng là từ không nói có à? Chiêu này luyện đan thuật cũng quá mẹ hắn nghịch thiên à? Cái này cùng gian lận khác nhau ở chỗ nào? Xuân đông ghế khách quý ở giữa, lấy hoàng phủ thanh vân cầm đầu cả đám người, cũng tất cả đều nhìn ngốc. Tiểu tử này, tiểu tử này, bờ môi run rẩy nửa ngày, hoàng phủ thanh vân trong mắt kinh ngạc, lại là một mực không nói ra một câu. Bên cạnh hắn người, cũng tất cả đều là như thế, thậm chí còn không bằng hắn. Hai cái trong ánh mắt, chỉ có chắc phàm cái kia nâng đan dược một cái tay. Rốt cuộc dung không được hắn, thậm chí ngay cả Hoàng Phủ Thanh Vân Đức quãng tiếng nói, cũng không có một người chú ý tới. Thật dài phun ra một bụng chọc khí, chắc phàm cầm trong tay đan dược. Cầm tới đã sớm bị cả kinh trận mắt há hốc mồ mà độc thủ dược vương trước mắt lắc lắc. Thản nhiên nói, lão gia hỏa, thượng cổ bí thuật, nhất trưởng cần khôn nghe qua sao hung hăng nháy mắt mấy cái độc thủ dực vương cứng đầu chuyển qua đầu nhìn về phía chắc phàm ánh mắt giống như đang nhìn một cái không biết từ nơi nào chạy ra đình quái dị bao môi lùng túng nửa ngày lại là một câu đều nói không nên lời nhất trường cán khôn mang đến rung động cũng không phải lúc trước những cái kia thượng cổ bí thuật mang đến kinh dị mà thôi mà là chân chính nghịch thiên lấy về phần hiện tại rất nhiều luyện đan sư đều như cùng sống trong mộng đồng dạng bọn họ làm sao cũng không thể nào tin nổi thế gian thế mà thực sẽ có như thế không hợp thiên đạo lẽ thường luyện đan thuật xuất hiện khinh thường nhẹ hư một tiếng chắc phàm mạnh lùng nói nhìn đến a lão gia hỏa đây chính là người ta ở giữa tranh lệch nhất đan khuynh thiên cùng độc thủ dược vương tranh lệch một trời một vực ngờ ngác nhìn chắc phàm độc thủ dược vương lại là liền một cái phản bác lời rốt cuộc nói không nên lời cười nhạo lấy lắc đầu chắc phàm đem đan dược chậm rãi giơ lên triển lám đài tiểu nhã phương hướng nói khẽ xin lỗi ta tu vi không đủ chỉ có thể luyện cái ngũ phẩm thượng phẩm linh đan cực phẩm chỉ sợ không đạt được sẽ không ảnh hưởng ta thứ tự đi lời vừa nói ra tất cả luyện đan sư cũng không khỏi cùng nhau ngoan quất một chút gương mặt sắp khóc đi ra tại một hơi ở giữa luyện thành ngũ phẩm linh đan đã là nghịch thiên thế mà con mẹ hắn là thượng phẩm ngươi để chúng ta những người này về sau sống thế nào á à? tiểu nhã lúc này cũng có chút choáng váng tại trác phàm nên bảo nàng ba lần về sau mới phản ứng được vội vàng giòn rén đi tới gần tiếp nhận viên đan dược kia nhìn kỹ một chút đón lấy lớn tiếng tuyên bố tống đại sư luyện chế mũ phẩm thượng phẩm linh đan thành công vì vòng này vô địch tấn các cuối cùng đan vương chặn chung kết mà tiểu nhà tiếng nói vừa dứt chắc phàm liền bỗng nhiên say người lại hai tay mở ra nhìn về phía tất cả mọi người nâng theo lấy sau lưng màu đen áo choàng phiêu đãng lấy không gì sánh kịp bá khí lớn tiếng tuyên bố chỉ cần lão tử đứng tại vị trí này lên, thì không ai có thể lại đứng lên đến tống đại sư tống đại sư tống đại sư trong lúc nhất thời tất cả mọi người quần tính xúc động tất cả đều cao múa quyền đầu gào thét chắc phàm hiện tại tên tuy nhiên đan vương trận chung kết còn chưa bắt đầu nhưng là chắc phàm tại tất cả mọi người trong lòng đã là chân chính danh phó thức đan vương